Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa tất cả các Phật tử cùng tất cả các bạn nghe trong chương trình buổi tối hôm nay. Hôm nay chúng ta tiếp tục nghe về câu chuyện Trăng Tôn Kinh Huyền Vật. Thật là một câu chuyện ít có và nó giống như là một cái bộ tiểu thuyết, nhưng mà ở trong những loại tiểu thuyết của thế giới thực sự nó không thể có hai bộ như thế này. Ngày xưa Kim Dung viết cái bộ Thiên Long Bát Bộ là một cái chuyện lạ kỳ rồi, còn cái Trang Tôn Kinh Huyền Vật này lại là một chuyện lạ kỳ hơn nữa, bởi vì dùng tất cả những nhân vật nói như thật mà nói như không, như không mà như thật. Từ tất cả những cái loài rồng, loài thiên long Atula và tất cả những cái nhân vật trong này đều là Phật Bồ Tát và tất cả sự hóa thân, và đồng thời nói lên cái ý nghĩa của giáo lý đạo Phật một cách sâu thẳm lạ kỳ, và câu chuyện nó rất là hấp dẫn, cho nên chúng ta cũng nên nghe một lần để cho biết có một cái bộ chuyện lạ ở trong thế giới hôm nay. Chúng ta nghe một qua một cái trang hồi hôm qua để chúng ta nhớ lại câu chuyện này nó như thế nào. Nay trở lại cõi Diêm Phù Đề. Cõi Diêm Phù Đề tức là cõi của chúng ta đây. Tức cõi nhân gian hạ giới, tại cõi này có một châu tên là Nam Thiện Bộ. Phía đông nam châu này có một xứ tên là Phong Châu, nơi kinh đô gọi là Loa Thành. Nơi đây có sông Kinh uốn khúc lượn quanh, khí hậu hiền hòa, phong cảnh xinh tươi. Bây giờ là một thời đại thái bình, không có giặc giã, dân gian sống trong cảnh thanh bình âu lạc. Trong thành phố xá chen chúc, người qua lại mua bán tấp nập dập dìu, cảnh tượng thật là ồn ào vui vẻ. Dân cư thường hay bận quần áo nhuộm màu xanh đục, nhưng áo quần đàn bà có thêu thêm những đường chỉ nhiều màu. Ngay giữa kinh đô có một ngôi chợ, ở góc tây chợ có một gian hàng thầy bói, gọi là gian hàng nhưng thực ra chẳng có gì cả. Ông thầy bói ngồi xổm trên đất, trước mặt chỉ một chiếc chậu sành to, nơi thành chậu dán giấy đề mấy chữ Ca Lạc Ca Tôn Giả Thần Toán. Kể ra thì ông cũng đáng tự xưng là thần toán được, nhưng cửa hàng của ông vẫn rất thưa thớt, không có người tới coi bói. Vì sao? Chỉ vì ông có mấy thứ tật kỳ cục. Thứ nhất là ông hay gác gỏng và chửi tục. Thứ nhì là khi ông nhận đoán quẻ, ông hay thốt ra những lời hàm hồ khó hiểu, nên khách coi bói chẳng biết đàng nào mà ra. Cho mãi tới khi vận xui hai hên đã xảy ra rồi, khách coi bói mới hiểu lời đoán của ông là đúng, nhưng đã chậm mất rồi và tiền coi bói vẫn mất uổng. Thứ ba là ông hình như mắc bệnh cùi, ghẻ lát đầy mình, có khi thành dòi, và ông hay lấy tay gãi những chỗ ghẻ lát, nhiều khi lấy ngón tay nhóm những con dòi búng vút lung tung, nên khách coi bói cũng phát khiếp. Nhưng mà nói đọc quá. Ông cũng có tật hay nhậu rượu, ngày nào có tiền coi quẻ, ông mua đồ ăn với rượu để nhậu rồi ngủ say tại chợ. Ngày nào không có tiền, ông đẩy chiếc chậu ra giữa lối đi lại rồi coi chăng ngủ khì. Những người đi chợ đều sợ hãi ông ta và thường bố thí bỏ vào chậu hoặc nắm cơm hoặc củ khoai, do đó ông cũng sống qua ngày. Nữa
Là thầy bói, nửa an xin, tuy ông có lối sống nghiêng ngang như vậy, nhưng ngay đến lính nhà vua đi qua cũng không dám ngăn cấm ông, vì họ cũng đều nghi ngại ông có pháp thuật. Một bữa có một thiếu phụ tới, móc trong bầu lao ra một tiền, xin coi quẻ, tôn giả liền cầm tiền cất vào bọc rồi không đoán gì hết, cứ ngồi to tiếng chửi lên chửi xuống người dân, người đàn bà. Mụ này vừa tức vừa sợ, muốn đòi tiền lại để đi nhưng không dám, nên ngồi khóc tức tự mắc chửi mỏi miệng. Thầy bói bảo, mồ cha ngươi, ngươi ngu hơn con lợn, ngươi định đòi tiền lại phải không? Ngươi biết đâu rằng mỗi câu chửi của ta còn quý hơn vàng, nó làm rơi nghiệp của ngươi đến mấy chục căn, mẹ kiếp chỉ có ta mới chịu lỗ được. Có một tiền uống rượu thì phải gánh đủ thứ cho các ngươi, chẳng trách ta cứ cứ lãi hoài. Rồi ông hầm hầm nhóm ngay một con giòi trong mụn lở, lấy ngón tay búng vào trán người đàn bà. Người có khôn hồn thì nhắm mắt nuốt con giòi ấy đi, nó sẽ gánh cho người một đại nạn. Nhưng người thiếu phụ ghê tởm không dám mang về tới nhà, chỉ lâu sau bỗng lâm trọng bệnh, liệt giường liệt chiếu, lai lắc mãi đến 6 tháng mới thoát chết. Thiên hạ xì xào về chuyện này, có kẻ cho rằng chính ông thầy cùi đã cứu người đàn bà, nhưng cũng có kẻ quả quyết rằng ông đã dùng pháp thuật trị người kia về tội có ý định đòi lại tiền. Xa xa nơi kinh đô có một xóm nhỏ, nơi đó có một anh tiều phu. Anh này tuổi trẻ, vóc người khỏe mạnh, tráng kiện lắm. Chúng ta phải qua lại đoạn này để chúng ta thấy là cái câu chuyện nó rõ ràng hơn. Nhưng phải cái mặt mũi xấu xí, lúc còn nhỏ cũng theo đòi sách vở được 10 năm, nhưng không may cha mẹ đều lằng lằng theo nhau mắc nên cửa nhà sa sút. Một thân mồ côi đành phải làm nghề kiếm củi độ nhập, mỗi ngày thường gánh củi xuống chợ bán, tính tình hiền lành chất phác, nhưng phải cái cũng ham uống rượu. Anh có thói quen hai giác cái búa đằng sau lưng nên người trong xóm vui miệng thường gọi anh là Thạch Xanh. Anh họ Lý nhưng không biết tên thật là gì, vì ham rượu nên hay lăng la giao du với ông thầy bói. Có lẽ chỉ có mình anh là dám giao tình thân thiết với thầy bói. Anh song xin bói và hình như cũng không sợ ông ta mắng chửi. Một lần bón củi được nặng tiền, anh lại mua một chai rượu lớn mang đến góc chợ cùng ngồi uống với ca nạc ca tôn giả. Tôn giả thì chỉ biết uống rượu của người, chưa bao giờ ông ta được mua rượu thích lại anh tiều phu. Một buổi chiều chợ đã vắng vẻ, Thạch Xanh thấy ông thầy bói mình mẩy hơi hám quá, đương say rượu ngủ. Khi anh liền bồng ông xuống con sông kinh đó để tắm rửa cho ông. Anh đương kỳ cọ nhưng vết ghẻ lát thì bỗng thấy ông cười khì khì, nói lớn: thằng cha này kỳ cục quá, kỳ kỳ cọ cọ hoài khiến ta nhục muốn chết. Khi mi tưởng kỳ cọ thế, ta khỏi ghẻ lát hà, ghẻ lát này không khỏi được đâu, nó cũng nặng như nghiệp của mi vậy. Khi nào mi sạch nghiệp thì ta cũng sạch ghẻ lát. Thật sự những câu chuyện này nó rất huyền bí, và chúng ta thấy không, câu chuyện thì có thể dễ nói dễ kể, nhưng mà việc làm ấy, chúng ta rất khó thấy có hai câu chuyện như vậy, và cũng không có chuyện sự thật mà có thể xảy ra được như vậy. Nhưng Thạch Xanh không để gì đến lời nói, cứ tiếp tục kỳ cọ nhưng vết ghẻ đến khi hết máu mủ mới ngưng tay. Nguyên ca nạc ca tôn giả chính là ngài Thiện Tài Đồng Tử, một trong những đại đệ tử của ngài Quan Thế Âm Bồ Tát. Trước kia vẫn tu hành thanh tịnh tại núi Phổ Đà, biển Nam Hải. Ngài đương giao trụ trì cho một chiếc am nhỏ nơi chân núi. Cùng ở với ngài có một vị sư đệ rất trẻ tuổi, pháp danh là Mạn Thù Đắc Thất Đồng Tử. Mạn Thù Đắc Thất Đồng Tử, người sư đệ này thiên tư rất đỉnh ngộ, nhưng vì tuổi trẻ quá nên tính tình còn thích luôn tuồng phóng cúng. Tuy vẫn chăm đọc tụng kinh sách cùng người thiền quán về lý như quyển, nhưng chàng vẫn thường trộm nghĩ: chà, đi đâu mà vội vã, ta đã có túc duyên với thầy rồi, có sư huynh rồi, thì trước sau ta cũng chứng ngộ thôi. Vào buổi ấy, ngài Thiện Tài giao cho chàng quyển đầu
của bộ kinh Đại Phù Đồ Du Hí Thần Thông Biến Hóa Kinh, tức là kinh Hoa Nghiêm, để chàng đọc phẩm Hoa Tạng Thế Giới và tư duy về cái lý cõi trùng trùng duyên khởi, cùng các cõi thâm thẩm thấu lẫn nhau mà vẫn viên dung vô ngại. Ngài Thiện Tài giảng đây là cuốn kinh lớn của chư Phật. Chư Phật cũng ở đây mà ra, nên ý nghĩa của kinh rất u trầm. Mỗi khi mở ra đọc tụng, sư đệ phải thành tâm vái kính thì mới chấm tỏ ngộ. Chàng vâng lời lãnh quyển kinh này. Chàng kính cẩn đội cuốn kinh lên đầu rồi đi tìm một nơi ưu tĩnh để nhất tâm đọc tụng. Chàng chọn một phiến đá lớn bên cạnh là ao sang, mặt đá phẳng lì và bóng như gương, thì mở kinh ra vái lễ kinh rồi bắt đầu đọc tụng. Lần này chàng quyết tâm ngồi lì nơi này cho đến khi liễu ngộ được diệu nghĩa mới chịu rời tảng đá. Chàng đọc đi đọc lại suốt 2 tháng trời nhưng vẫn thấy chưa tỏ ngộ. Tâm tưởng của chàng vẫn có cái gì vướng vắc nhưng chưa nhập được lời kinh. Mỗi khi thấy có cơn buồn ngủ như muốn chợt đến, chàng cất tiếng đọc to lời kinh nhưng vẫn giữ trong giọng điều điều trầm. Trong ao sen có thả con cá vàng và mỗi khi chàng tụng lớn tiếng, nó thường nổi lên lội đến gần chỗ phiến đá, đôi mắt tròn trầm ngâm như có ý nghe kinh. Bây giờ là vào mùa cuối hạ, một buổi chiều trời trọn vạn tối, cảnh vật u tĩnh được một vẻ miên man lạ lùng. Sư huynh Thiện Tài thì vẫn bế một môn tỏa thất trên một căn gác nhỏ trong am. Vì miên man theo đuổi ý kinh nên chàng đã thắp một cây đàn dầu tô đặt trên phiến đá để tiếp tục đọc kinh. Bỗng đọc đến câu vô lượng vô số các cõi nước này, có cõi có Phật, có cõi vắng Phật, nhưng tất cả đều rất hợp lại với lại thành hình một đại liên hoa chói lòa quang minh mọc lên giữa biển hương thủy hải. Chàng thấy tâm trí băn khoăn dai dứt. Chúng ta thấy cái cách cấu trúc những cái dòng văn này thực sự là những câu kinh, những câu kinh nó có thật ở trong Hoa Nghiêm và trong cái biển Tạng Pháp Giới, nghĩa là Liên Hoa Hải. Nhưng mà thật sự bây giờ dù người Phật tử cũng ít hay đọc, và có đọc thì cũng chả hiểu chi. Và thật sự ra ví dụ như dù có tụng kinh Hoa Nghiêm một lần thì thật sự cũng rất có khó mà nhớ được. Và trong cái sách này thật sự là ví dụ cái bộ sách này tôi không chắc là chúng ta sẽ có thể đọc hết. Đây một cuốn sách nói như thế này. Nó tên là gần 700 trang, non non 700 trang. Nhưng mà một bộ này là 3 cuốn, 3 cuốn như thế này. Chúng ta đọc này thực sự có mấy, mới có 30 trang thôi. Nhưng mà chúng ta thấy biết bao nhiêu cái điển tích, biết bao nhiêu chuyện từ Thiện Tài Đồng Tử đến chuyện Ca Nạc Ca Tôn Giả, đến chuyện của loài rồng và những cái câu nói huyền bí này kia. Cho nên nó dãy đầy, cho nên chúng ta đừng mong mà tìm một cái nghĩa lý như là giác ngộ vô niệm này kia, mà chúng ta sẽ thấy những cái sự hiện thực trên cõi đời này nó lung linh, không phải biết thật hay là giả, nhưng mà đó là một cái tính chất, nó là một cái bè lạ lùng để cho chúng ta bám víu. Nếu mà trong cái này mà chúng ta hiểu được một điều gì và chúng ta không hiểu một điều gì, nhưng mà chúng ta tin tưởng như vậy, nếu chúng ta mà nhắm mắt, thật sự chúng ta có thể sanh được về chư thiên. Bởi vì trong toàn cái bộ văn này nó hoàn toàn là thanh tịnh, và nó tuy là nói câu văn nhưng mà thật sự nó không rơi vào những cái tính chất phàm tục hay là những làm cho chúng ta sanh ra cái tham sân si. Và ngược lại ở trong cái ngôn ngữ này nó có một sự hướng thượng kỳ diệu lắm. Nó thật sự chứ tôi đọc cũng cả ngàn bộ sách nhưng mà tôi chưa thấy những cái bộ sách nào mà nó viết lạ lùng. Mà đây là cái bộ sách của cụ Nghiêm Xuân Hầm. Mà Nghiêm Xuân Hầm là viết những cái bộ sách, nghĩa là có thể nói như Nhập Pháp Giới, nghĩa là Quyển Hóa Ma Thời Mật Pháp, nghĩa là những giáo lý của ông rất là sâu thẳm. Nhưng mà ông viết với một cái loại văn chúng ta có thể hiểu được.
Cho nên cái sự học Phật mà chúng ta học một cách vui vẻ, một cách mà nó có cái tính chất như là một câu chuyện này thì thực sự là ít có, và ít nữa thì chúng ta cũng hiểu được những cái nhân vật như là các chư thiên, như thiện tài đồng tử, hay các cõi trời Atula, các loại rồng, các loại quỷ ở trong này, mà nó rất hay. Cho nên các Phật tử nên nghe qua một lần. Chàng thấy tâm trí băn khoăn duy nhất, chàng thầm nghĩ không hiểu câu này là ý ra sao đây. Mình cũng đã từng đắc được một hai môn tâm muội, và trong cơn tâm muội cũng từng nhìn thấy một vài cõi nước, cũng nhìn thấy hương thủy hải, cũng thấy quang minh. Nhưng quả thực về cách đông đại liên hoa này, bông đại liên hoa này, thì ngay cái bóng mờ của nó đến trong giấc mộng mình cũng chưa hề thấy. Hai câu kinh này chỉ nói nghĩa bóng mà thôi, nhưng không, sư huynh ta đã nói lần lần nói rằng tất cả lời kinh đều có nghĩa bóng và nghĩa thật, vì nghĩa nào cũng đều trọn vẹn chân xác cả. Hay là tại những cơn tâm muội của mình còn nông cạn quá chăng? Chàng bất giác từ từ đứng dậy, rồi chậm rãi đi kinh hành cho thoải mái tâm trí. Đi được mấy vòng quanh âm, bỗng thấy khô cổ, chàng bước vào căn nhà trù cạnh âm để kiếm miếng nước uống, âu cũng là tiền duyên nghiệp chướng đến lúc hiển lộ. Nên trong khi múc nước uống, chàng ngẩng đầu lên nhìn thấy trên nắp tủ có một chiếc vỏ bàn sành màu biếc, ngoài vỏ có đề mấy câu Quỳnh Dịch Luân Hồi Tửu. Chàng nghĩ thầm, quái lạ, không biết vò rượu này ở đâu ra mà ta chưa hề thấy. À phải rồi, cách đây mấy bữa có một vị thần tiên tới thăm sư huynh, chắc là họ mang tới biếu. Không lẽ uống rượu này lại đi vào luân hồi hay sao? Chàng vớ tay cầm hồ rượu để vào mũi ngửi thì thấy hương thơm ngào ngạt. Đương lúc khác chàng định tu một hớp, nhưng dằn lòng lại kịp và tự trách mình thật là bậy bạ. Giữa lúc đang tư duy về kinh thì lại nảy ra tâm lý tâm viên ý mã, đem đem trụ cái tâm mình vào một hớp rượu. Rượu thơm thì thơm thật, nhưng uống một tợp chẳng qua chỉ là thọ lãnh một cảm giác mà thôi, mà cảm giác thọ thì cũng như mây, như khói, như quyển cả. Những câu nói nó rất là, nó có cái tính chất lướt qua nhẹ nhàng, nhưng mà thật sự đều là pháp tu chúng ta theo. Uống một hớp rượu chúng ta chỉ thấy một cảm giác mà thôi, và cảm giác đó như mây, như khói. Bây giờ cái người chúng ta, bây giờ những tay mà sành rượu nhất hay là những tay cao siêu nhất trong những cuộc nhậu thượng đỉnh, thực sự cũng không có tư duy đó. Cho nên nó dạy cho mình hơn. Rượu thơm thì thơm thật, nhưng uống một tợp chẳng qua chỉ là thọ lãnh một cảm giác mà thôi, mà cảm giác nào thì cũng như vậy, như khói như mây cả. Đặt vò rượu xuống, chàng bước ra trở lại phím đá, khiêu câu ngọn đèn rồi tiếp tục đọc kinh. Xong những nghiệp chướng từ vô lượng quá khứ nổi lên quá mạnh, nên lãng đãng qua lời kinh, tâm trí chàng vẫn phảng phất ngửi thấy hương thơm của rượu, không đè nén nổi vọng tâm. Chàng đâm ra bực mình rồi nổi lên tính trẻ nít bướng bỉnh cao ngạo. Hừ, một hớp rượu thì ăn nhầm gì, đã làm gì nổi ta, dù là luân hồi tửu chăng nữa, thôi uống phước đi cho đỡ bận trí. Chàng đi thẳng tới nhà trù lắc chai rượu uống một tợp dài rồi trở lại phím đá. Nhưng chất rượu say lạ lùng, chàng đã cố gắng chống đỡ đọc kinh một hồi rồi gục xuống phím đá ngủ. Chàng ngủ một giấc dài mãi tới canh ba, mộng thấy mình phiêu phiêu như bay lượn trên một miền bể bát ngát. Bỗng nhiên từ đáy bể mọc lên một loài hoa dị thảo, chiếc hoa đó sáu cánh dài vùng vẫy như những lá phướng, bông hoa to lớn nhanh chóng một cách dị thường, và mỗi cánh hoa đều đầy những ngọn lửa đương hừng hực cháy. Hoa lần lần che lấp cả bầu trời, và những cánh lửa dần khéo khép kín lại chung quanh chàng. Chàng thét lên một tiếng rồi tỉnh giấc. Nhưng trong cơn mơ, chàng đã qua tay lật đổ cây đèn, dầu tô đổ ra lên láng ướt thấp vào cuốn kinh,
và ngọn lửa đã bốc cháy bừng bừng. Chàng vội lấy tay gạt mạnh cây đèn vang xuống hồ sen, rồi hai tay ôm lấy cuốn kinh. Nhưng kinh đã cháy gần hết, chỉ còn một phần nằm trong tay chàng. Chàng sững sờ ôm lấy mảnh kinh, ngay người ra như tượng, đôi mắt tràn lệ niềm sợ hãi cũng ân hận tràn lên trong người chàng, tương tự như một lần uất khí khiến tim chàng thôi đập. Và ngay khoảnh khắc ấy, bản thân của chàng tại miền Nam Hải liền bạc hơi thở. Cái câu chuyện nói như vậy nhưng mà chúng ta thấy nó rất huyền bí, rất kỳ dị. Thần thức của mạng thù đồng tử thoát khỏi xác rồi liền bị đọa xuống nhân thế, lãng đãng đầu thai thành ra anh tiều phu Lý Thạch Sanh. Vì xót thương người sư đệ chịu kiếp nạn nên ngài Thiện Tài cũng phải hóa thân xuống nhân gian làm ông thầy bói ở chợ Loa Thành để gây nhân duyên độ thoát cho mạng thù. Tướng cũng cần biết rằng mỗi khi Bậc Đại Bồ Tát muốn đi độ duyên ở các cõi hay ở nhân gian thì ngài thường có hai cách. Một là tạo một hay nhiều hóa thân, hai là gián thai để rồi thai sinh tương tự như người. Về hóa thân thì có thể hóa thân làm người, làm loài vật hoặc làm một thân cây, một tảng đá, một trái núi, một hồ nước. Vì hóa thân của các ngài vô lượng và rất khó lường, nếu có một người rớt xuống nước và có đủ túc duyên, Bồ Tát có thể hóa thành một khúc gỗ trồi lên người phàm thường không hiểu và để hồ nghi. Nhưng khả năng biến hóa đó vì không hiểu rằng tất cả vật đều do quang minh và tâm tưởng kết tập nên. Chúng ta nghe cái câu chuyện là câu chuyện có thật, mà là một cái bản văn trong tiểu thuyết, nhưng mà thực sự là với cái ý nghĩa kinh thì nó cũng y hệt nhau chứ không có khác gì. Thật sự là cái chuyện hóa thân của chư Bồ Tát hay tất cả như thật, nhưng mà khi chúng ta nghe, chúng ta đừng có nghĩ là chúng ta nghe trong một cái bộ sách hay, nhưng mà đây là một chuyện thật. Vì nếu là một chuyện thật thì trong tâm chúng ta nó sẽ đầy cái tàn tích của Pháp Bảo. Và chính trong cái chỗ này nó làm thay đổi, chẳng những nó thay đổi cái tư duy mà nó thay đổi những cái mầm mống để chúng ta hiểu biết cái cuộc sống hư giả này là gì. Và những nhân vật này nó cũng sẽ thay thế cho những cái hình ảnh của cuộc đời của chúng ta. Thành nó làm cho chúng ta nghĩa là nhưng dù là hóa thân hay gián thai thì hình hài của Đại Bồ Tát vẫn hoàn toàn là quyển hóa, nghĩa là không có nghiệp lực và không bị sự chi phối của nghiệp lực. Vị Bồ Tát thành động với tâm hoàn toàn vô ngã. Tỷ dụ như muốn ăn uống cũng được, mà không ăn uống cũng vẫn sống. Hoặc muốn chết cũng chết ngay, hay muốn sống bao lâu cũng được. Trong lịch sử, nhiều vị thiền sư Trung Quốc nói rằng ta chết đây rồi ngồi mà chết, hoặc đứng mà chết, hoặc trồng cây chuối mà chết. Còn đối với các vị Bồ Tát mới nhập địa thì các vị tạo hóa thân, có lẽ hóa thân này chỉ là một phần là quyển và một phần là nghiệp lực. Nếu trong khi độ duyên các vị có động niệm về chấp ngã hay chấp pháp thì vẫn bị luật tác của nghiệp báo chi phối. Trở lại cây đàn, khi vang xuống ao sen lại rớt trúng đầu con cá vàng đang rình nghe kinh. Vì bị chết giữa lúc có tâm tưởng muốn nghe kinh nên các cá đều đầu thai lên làm người, thoát sinh thành nàng công chúa Mỹ Ê, con đức vua xứ Phong Châu. Thời bây giờ đạo Phật chỉ mới bắt đầu ở xứ Phong Châu, tăng sĩ còn thưa thớt nên toàn xứ chỉ có chừng hơn 100 vị và chùa chiền chỉ lộ 10 ngôi. Dân xứ sống gần ven bể nên nhiều đền miếu thờ long thần, các kinh sách đều là những kinh ngắn nói về việc siêu độ vong hồn, nhưng thỉnh thoảng cũng có một hai vị du tăng từ xứ Tây Trúc đi lang thang và Ta Bà khắp miền Phong Châu để giảng dạy, y như là sử, không khác một chữ nào ấy. Bởi vì trong sử thì viết cũng y như vậy. Đó.
Cho nên nó không phải là còn là sách nữa, nhưng mà nó mượn cuốn sách, mượn như là một bộ sách để cho cái người học Phật hiểu biết, và hiểu biết sâu xa trong cái nghĩa đen và cái nghĩa bóng. Và đồng thời nó có cái lý để làm cho chúng ta có thể giác ngộ trong cái ảo giác của cuộc đời, của sự sống này, mà chúng ta không phải là khó khăn để thiền quán hay gì cả. Một hôm Thạch Sanh ghé thăm thầy bói, nét mặt có vẻ ưu tư hơn mọi ngày. Uống được vài chén, anh bỗng nói: thưa thầy, cách đây hai bữa con có một vị tăng người Tây Trúc đi qua xóm tôi. Ông ta trông lạ lắm, không giống người mình, có đôi mắt màu biếc. Ông họp mấy người lối xóm lại rồi giảng kinh. Ông lại dạy tôi niệm câu Nam Mô Đại Phù Đề Phật. Hả? Phù Đồ. À. Nam Mô Đại Phù Đồ Phật. Tôi làm như vậy không biết được không, thưa thầy? Tôn giả liền nhặt chiếc que củi rớt gần đó, gõ nhẹ vào đầu anh mấy cái rồi nói: đêm mới tới canh ba thôi, trời chưa sáng. Thạch Sanh bồi hồi suy nghĩ chưa hiểu ý tứ ra sao, một lúc lâu lại hỏi: ông ta còn nói người ta không chết thật đâu, chỉ có quá thân thôi, và lại có kiếp kiếp trước kiếp sau nữa, không biết có đúng không? Tôn giả lim dim đôi mắt rồi nói như nói một mình: nhập thai rồi thì quên hết, khó lòng mà nhớ gì nữa. Tất cả những cái câu này thật sự là nó có một cái kiến này nữa, nó mất thôi được rồi, kể. Khó mà nhớ gì nữa, rồi lấy chiếc que đập vào tay phải của Thạch Sanh, bảo xòe tay ra. Anh nhìn thấy trong lòng bàn tay bỗng hiện lên mấy nét màu hồng tương tự như hình chữ mê, rồi mấy nét đó lại lần lần biến đi, khiến anh không hiểu gì mình có quán gà hay không. Tôn giả bỗng nói: lâu nay ta uống rượu của ngươi, nay ta muốn chỉ cho ngươi đến một chỗ này có dịp phát tài, thì ngươi có chịu đi không? Nếu thầy chỉ thì tôi đi thôi. Tôn giả liền dặn Thạch Sanh: nếu ngày mai đi kiếm củi trên núi thì đừng đi con đường mòn phía nam như mọi lần, và cứ đi con đường hướng bắc. Hôm sau anh đi theo con đường hướng bắc tới một khu rừng già, quanh quẩn kiếm ngay được một tảng trầm to bằng một tảng đá, đem ra chợ bán được 30 quan tiền, lại dùng tiền ấy mua rượu tới uống với tôn giả. Mấy tháng sau số tiền cạn sạch, chàng lại ngứa chăng đi theo con đường ấy nữa, hy vọng kiếm được một tảng trầm khác, thì tới khu rừng già tìm quanh quẩn mãi không có gì. Chàng đành sai ra kiếm lấy củi định bó lại làm hai bó gánh về. Bây giờ vào một buổi trưa mùa hạ, hơi nắng hừng hực, chàng thấy mồ hôi nhễ nhại và trong người mệt mỏi, bỗng nghe thấy đằng xa có tiếng nước chảy róc rách. Chàng liền lần mò đi tới, đi một quãng gặp một khoảng rừng mơ tươi tốt, cành lá xanh um. Ngay cạnh rừng mơ có con thác nhỏ, dòng nước đổ xuống một chiếc vũng đã khá lớn. Chàng mừng quá nằm sát xuống đất, vụt đầu vào vũng nước uống một hơi dài. Nước trong và mát lạnh thấm đến tận cùng người chàng, rồi chàng vốc nước rửa mặt và chân tay. Bỗng nhiên chàng thấy buồn ngủ lạ thường, chàng lững thững vào rừng mơ, nằm xuống cỏ úp cái nón trên mặt rồi ngủ thiếp đi một lúc lâu. Đang lúc mơ màng giấc điệp, chợt nghe vang vẳng có tiếng cười nói trong trẻo. Chàng kinh ngạc vội cất đầu nhìn, thì thấy từ đằng xa có hai người con gái đi tới, ăn mặc như kiểu tỳ nữ của một nhà quyền quý. Một người xách mấy cái gậy tre sơn đỏ, còn người kia lễ mễ đội trên đầu một chiếc hòm gỗ sơn đen. Chàng vội vàng nằm sát vào đám cỏ rậm, hai đứa vừa đi vừa cười nói rộn rã. Khi tới ven vũng nước dưới bóng mây cây dại, một đứa nói: thôi cười vừa chứ, giang màn nhanh lên kéo lại ăn mấy roi, công chúa sắp tới rồi đó. Đứa kia bảo:
chị được cái khéo lo. Tụi nó khiêng kiệu chắc là đi chậm lắm. Úi châu nước mắt quá. Rồi nàng vội đặt cái hòm xuống, chạy tới ven hồ lấy hai tay vụt nước lên miệng. Trong khi đó, thị tỳ kia đã lấy mấy cây gậy đào lỗ cắm xuống đất. Góc bốn cây, đứa kia vừa chùi miệng vừa nói: "Cắm sâu, sâu đấy nha, kẻo gió thổi lại đổ kềnh ra, lần trước thì chết đòn." Rồi nàng mở hòm lấy ra một chiếc màn lớn màu lục, giăng lên đầu cây gậy, thạch xanh mũi, lúc một kinh nghi nên nằm im thin thít nhưng vẫn hé mắt nhìn ra. Lát sau có một cố kiệu xuất hiện ở đầu đường mòn, chung quanh xúm xít có đến 10 thị tỳ khác vừa khiêng kiệu vừa che lọng. Khi kiệu tới nơi, chẳng nghe thấy tiếng ngọc khua lên kênh ở những rèm của kiệu. Kiệu hạ xuống, hai thị tỳ vội vén rèm và một người con gái bước xuống. Nguyên nàng là công chúa yêu của đức vua, tóc nàng bịt một chiếc khăn lụa màu xanh nhạt, mặt đeo chiếc mạng che mắt nửa mặt, nhưng chiếc mạng thì mỏng nên nét mặt lộ lộ như ngọc, và đôi môi đỏ thắm như một vết thương. Thạch Sanh giật mình như hoảng hốt vì chưa bao giờ nhìn thấy một khuôn mặt đẹp như thế. Nàng bước thoăn thoắt tới chỗ giăng màn, bỗng vớ tay ngắt một chùm hoa dại dắt vào mái tóc rồi chui vào màn để thay xiêm áo. Khi trở ra, nàng mặc tấm áo tắm để lộ hai cánh tay. Nàng bước xuống nước, xuống sâu mấy bục đá, rồi ngồi thụp xuống, hai tay đập nhẹ trên làn nước. Hai đứa thị tỳ cùng xuống theo nàng, đứng ngâm chân trong nước rồi lấy gấu múc nước dội vào cổ nàng. Chiếc cổ trắng nõn và thanh tao vươn lên như một bông huệ, tắm được giây lâu thì cả thải lẫn tớ cười rúc rích và nàng cũng lấy tay té nước lên. Hai thị tỳ khiến người chúng cũng ướt. Thạch Sanh nghĩ thầm, nàng công chúa này có vẻ thích tình tinh nghịch không được đường bể lắm. Rồi chàng nhắm mắt lại, nhất định không nhìn nữa. Sau một hồi rất lâu, chàng thấy tiếng cười đùa thưa thớt đi rồi như im lặng. Chàng mở mắt nhìn thì thấy chiếc kiệu đã đi rồi. Chàng thấy lòng mong mong chua xót như như kẻ bị dứt một cơn mộng đẹp. Chàng bước xuống ven cây dại, tìm quanh quẩn như tìm những vết chân, bỗng như thấy một chiếc gương tròn nhỏ rớt ở gốc cây. Chàng cúi xuống nhặt, cất lấy kỹ vào trong bọc, trở lại đường cũ gánh củi ra về. Tới hồi ba, hai cái kiến này là một. Từ đó Thạch Sanh hé lộ mất Thạch Sanh bỏ bê mất 10 hôm không tới chợ, cũng như ít nghĩ tới chuyện kiếm củi. Ngày nào chàng cũng lang thang thơ thẩn trở lại con đường rừng mơ ven hồ nước, ngồi dưới bóng cây dại thầm mong cổ kiệu sẽ trở lại. Nhưng ôi thôi, bóng chim tâm cá biết đâu mà tìm. Chàng ngơ ngẩn rót chiếc gương trong bọc ra, ngắm nghía giờ lâu thì lạ lùng thay, nét mặt công chúa lần lần hiện ra trong gương, vẫn như nét ngọc lồ lộ cùng đôi môi đỏ thắm như vết thương. Chàng lắc đầu dụi mắt, nhưng khi ngắm lại tấm gương vẫn thấy mặt nàng trong đó. Trở lại về nhà đem lại ngắm nghía vẫn thấy như vậy. Chàng thấy nửa vui nửa buồn tủi. Chàng hiểu rằng cuộc kỳ ngộ của mình ở là vô kỳ vọng nên đành tìm sự nguôi ngoai trong tấm gương mà thôi. Câu chuyện nó thật sự viết như là sự thật nhưng mà thật sự diễn tả cái tâm thức ở trong, cũng giống như tấm gương ở trong 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 cơn thiền định.
Cho nên có những cái mà chúng ta đọc, mà nếu chúng ta biết được cái chiều sâu của câu chuyện thì thật sự chúng ta tự soi lòng, chúng ta thấy tất cả nó diễn tả một cách rất là hay. Một bữa chàng gánh củi tới chợ rồi ghé thăm thầy bói, vừa thấy bóng chàng thầy bói cười hì bảo: người bị quỷ dạ xoa bác hay sao mà trông ngơ ngẩn như bị hớp hồn vậy. Thấy chàng ngồi lặng thinh, chàng nói thẳng rằng, ông lại nói hình bóng trong gương chỉ là hư ảnh, nhưng người người thật ở ngoài cũng vẫn là hư ảnh, có khác gì đâu. Chẳng qua là nhân hư ảnh này thì có hư ảnh kia, chỉ có những đứa ngu mới đắm cổ loanh quanh tìm kiếm. Chúng ta thấy cái câu này nó kỳ diệu. Cái tấm gương mà chúng ta nhìn đó là cái tàng thức của chúng ta đó. Khi chúng ta nhìn ở trong sự trong sáng, ở trong trong định, thì chúng ta sẽ thấy được tất cả những cái vấn đề thiện ác, đúng sai phải quấy, chuyện đời đạo, tất cả chuyện giải thoát hay là không giải thoát, nó đều như mặt gương. Nhưng mà qua cái câu nói của cái ông thầy bói này, thật sự nó rất là cao kỳ. Hình bóng trong gương chỉ là hư ảnh, nhưng người thật ở ngoài cũng vẫn là hư ảnh. Rồi thật sự cái nhìn nó cũng là hư ảnh, nó không có thật. Nhưng mà tại sao mình lại tạo ra những cái huyễn ảo như vậy? Đó là một cái loại nghiệp nó lạ lùng. Có khác gì đâu, chẳng qua là nhân hư ảnh thì có hư ảnh kia, chỉ có những đứa ngu mới cắm cổ loanh quanh tìm kiếm. Cho nên cuối cùng chúng ta thật sự dù chúng ta tìm bất cứ cái gì cũng không được, nhưng mà trong cái tìm kiếm đó nó phải có một cái gì đó nó mất gốc, nó mất nhân, mất, bởi vì nó không thể tìm ra một cái gì đó. Cho nên ở trong thơ có câu là: tôi đi tìm mãi không thôi, hồn sanh tử bỗng bồi hồi xót xa. Mình ở trên một cái bãi cát, mình thấy một cái dấu chân lạ, mình không biết dấu chân này của ai, và mình đi tìm và mình cố đi tìm theo cái dấu chân đó, và cuối cùng mình lại gặp cái dấu chân ban đầu chính là cái dấu chân của chính mình. Nghĩa là mình đi tìm lại chính mình, cái dấu chân trên cát đó không có người thứ hai, và dấu chân của mình. Nhưng mà mình là ai? Mình là cái người đi tìm, mà chính là cái đi tìm. Cái đi tìm nó sanh ra cái người đi tìm, và tất cả những sự tìm kiếm ngu xuẩn đó cuối cùng nó chả là gì hết cả. Cho nên tất cả thế giới này nó không có thật và nó cũng không có hư. Chàng nghĩ bụng chắc ông này đã biết chuyện của mình rồi, nhưng chàng cũng chẳng thổ lộ gì hết, ngay chuyện tấm gương chàng cũng giấu mặt. Ngày qua tháng lại thấm thoát đã tới giữa tiết thu, tiết trời thật đẹp, làn gió nhẹ và trong, khi trời sai sai và ngọt như mật. Nhân ngày hội trăng tròn, công chúa cùng lũ thị tỳ dạo chơi ngoài quê viên, nhân thấy cây nhãn có lúc bằng nổi tính tinh nghịch trèo lên hái, chẳng may bị té ngã bất tỉnh. Khi vực vào trong cung thì vẫn phách quế hồn mai, tim đã ngừng đập và hơi thở cũng bạc. Vua và hoàng hậu đều than khóc, các ngự y bốc thuốc mãi vẫn không chuyển. Tới ngày thứ ba thì thấy xác công chúa vẫn còn chút chút hơi ấm, nên đức vua chưa chịu cho khâm liệm. Có người đề nghị nên yết bản cầu danh y, đức vua cũng vô kế nên truyền viết bản như vậy: trẫm vốn đức mỏng nên chậm sanh hoàng tử, chỉ mới có một mụn con gái, cách đây 3 bữa công chúa bị té ngã bất tỉnh, tim đã ngừng đập, hơi thở cũng bạc, nhưng vẫn còn chút hơi ấm trong người. Các ngự y cũng bó tay: trẫm yết bản này, cầu vị cao nhân nào có phương thuốc lạ.
hoặc phương cách gì hay cứu nổi con gái Trẫm. Trẫm xin chịu hậu tạ 100 lượng vàng ròng cùng phong quan chức. Tấm bảng được dán giữa cửa ngõ Mông và ngoài chợ, nhưng mãi tới sáng hôm sau vẫn chưa thấy có ai gỡ bảng xin chữa. Gần trưa hôm đó, Thạch Sanh lóp ngóp tới chợ lại ghé thăm thầy bói, vừa thấy mặt tôn giả đã bảo này người lại có dịp tấn quan và đại phát tài đó. Biết không? Thấy chàng ngơ ngác không hiểu, ông bàn kê đầu đuôi vụ tấm bảng treo giữa chợ. Nghe xong chàng hỏi: nhưng tôi có biết thuốc men là gì đâu mà chữa, thầy có biết cách nào không? Ta có biết một cách nhưng ta không làm được, phải ngươi mới làm được. Thầy phải chỉ rõ thì tôi mới hiểu được. Nạn của công chúa là do một chút nghiệp, còn vương vắng nơi cõi u minh, nàng chưa chết hẳn vì sự định luật tội báo chưa minh bạch. Ta cũng có ít nhiều liên lạc với cõi ấy nên ta biết việc đó. Cách chữa thì dễ lắm, chỉ cần có một người xuống cõi u minh tạ lỗi cho nàng thì nàng sẽ sống lại. Nhưng làm sao xuống được chốn u minh? Dễ ợt à, người chỉ việc đội một cây đèn để làm lễ ra mắt, rồi uống một chén thuốc độc là hồn người sẽ xuống đó ngay. Người sẽ được dẫn tới trước thập điện Diêm La, và lúc đó người phải lựa lời tả lỗi cho nàng. Thạch Sanh kêu lên: nếu thế thì tôi phải chết hay sao? Đã lành đành là chết. Nếu người không chịu chết thì cứu nàng sao được? Thế mà ta cứ tưởng là ngươi thương xót nàng lắm. Thương thì tôi cũng thương, kể ra thì tôi chết cũng được, chẳng có gì luyến tiếc cả. Nhưng thầy có cách gì làm cho hồn tôi trở lại thì vẫn hơn. Tôi vẫn còn thích uống rượu với thầy. Ha ha, cái thằng này vẫn thích rượu, vẫn còn ham sống sợ chết. Nhưng thôi, ta đùa chơi cho vui. Thực ra ta có cách khiến hồn người trở lại. Ngươi hãy xề tay phải ra. Âm nhạc một cục than viết vào lòng tay chàng một chữ miễn, rồi dặn: khi tới trước mặt Diêm La, ngươi lựa lời đối đáp. Trong khi đối đáp, ngươi cần xề tay ra, tay này ra là hồn ngươi sẽ được trở về. Nhớ chứ, ta ở trên này sẽ canh giữ sắc cho ngươi. Thạch Sanh còn đang tằng ngần thì ông đã giục: thôi đi đi chứ cho kịp. Đi đâu bây giờ? Đi gỡ tấm bảng chứ còn đi đâu nữa. Gỡ bảng rồi đi thẳng đến ngõ Mông, cầm dùi đánh 3 tiếng trống lớn, xin vào chầu vua. Khi vào chầu cứ quả quyết xin làm như ta dặn. Tuy còn băn khoăn ngơ ngẩn, nhưng phần vì thương xót công chúa, phần vì thế không thể cưỡng lại lời nói của ông thầy bói, nên Thạch Sanh đã y lời làm sao, làm theo. Hình như mọi sự đã có sắp, có sự an bài, nên đến xế chiều hôm đó có 4 tên lính thị vệ hộ tống chàng tới nơi Kim Đỉnh Quán. Gần ven sông, trên đầu chàng đội một cây đèn dầu tô, và chàng sẽ lập tức uống chén thuốc độc để xuống Diêm Vương tạ lỗi cho công chúa. Khi chàng tới quán Kim Đình, dân chúng đã bu đông nghẹt để xem chàng tiều phu xấu xí chịu chết thay cho công chúa. Nhưng trong đám đông này, nếu có người nào tinh mắt sẽ nhận thấy có 2 kẻ lạ mặt, dáng dấp bỡ ngỡ, cũng ngơ ngác đứng coi. Lại nói tới con rồng Lâm Cuồng Quệ, sau khi đọc mấy câu khóc trên vách đá, ngồi gục mặt xuống, dáng điệu trầm tư như kẻ xuất thần. Lúc đó trời đã xế chiều, mấy đám mây vàng lãng đãng trên phía cao đỉnh núi, chợt nhìn từ phía xa trên triền núi có bóng người thăm thả đi ra. Người này tay cầm một cây gậy trúc nhỏ, tóc bó xõa, râu 3 chùm. Ra xách một cái que gì đó giục cái nó thì nó nín thôi, chứ không có la. Người này tay cầm một cây gậy trúc nhỏ, tóc bó xõa, râu 3 chùm, mặc một chiếc áo mỏng hệt bằng cỏ, cốt hạt xương mai trong phiêu phiêu thoát tục, chính là tiểu thần tiên Lăng Tiêu Tử.
Khi tới gần, thấy con rầm cũng không ngẩng đầu lên. Lăng Tiêu Tử cất tiếng: "Chắc ngươi là con dị lâm trong động đá dưới chân núi. Ta đã được coi tặng đọ sức giữa ngươi cùng mấy con chim cánh vàng, kim sĩ điểu." Rầm yên lặng gật đầu. Lăng Tiêu Tử lại hỏi: "Có điều gì băn khoăn mà suy nghĩ lung thế?" Rầm chỉ lên vách đá. Lăng Tiêu Tử lẩm nhẩm đọc lại, đôi mày nhíu lại ra chiều suy nghĩ. Rầm bèn nói: "Tôi không hiểu ý nghĩa mấy câu này ra sao, và không biết ai khác lên đá cũng phải dày công như phu lắm mới khác được. Sao thế này, tiên âm có thể mở lòng giải cho tôi được không?" Lăng Tiêu Tử chậm rãi nói: "Thật ra đọc mấy câu này ta cũng ngạc nhiên, như ngư vũ trụ lung linh này có thật hay là ảo?" Thật sự bây giờ ngay cả chính mình cũng vậy nữa. Nếu mình đọc những câu này, mình sẽ sanh ra một cái gì đó nó mơ hồ. Vũ trụ này thật sự có hay là không? Nó lung linh hư ảo. Bởi vì chúng ta thấy đó, và chúng ta thật sự hồi giờ chúng ta cũng chưa nghĩ nó là có hay là không. Bởi vì nó là như vậy thôi. Nhưng mà bỗng nhiên chúng ta đọc một câu nói, nó xen vào, khiến cho cái tâm ta nó không biết đây là có hay là không. Và trong chính cái mơ hồ này, chúng ta sẽ thấy cái ảo, và nó là một cái ảo ảnh gì đó. Và nếu chúng ta có một cái cơ nào đó mà tỉnh thức cái câu đó, thì chúng ta biết cái vũ trụ này là cái gì. Nó chỉ thế thôi. Cho nên nó không phải thật hay là ảo. Nó sửa cái gì? Nó giành nhau nó sửa. Con có dục nó một cái không? Đánh mà đánh nhẹ. Không có đánh nhẹ. Nó không có sợ đau và nó cũng không có bị đau như ông tưởng. Bởi vì trong cái tâm nó, cũng như cái tâm của mình bây giờ, nó hỗn loạn, nó không biết cái gì cả. Hễ có một cái gì mà nó dính vào là nó gắn kết. Chỉ trừ cái giáo lý sâu sắc thì nó vào không nổi. Chứ còn cái đời sống nó hiếu kỳ, rồi nó sanh chuyện, rồi này kia đó. Cho nên thầy là thầy dốc một cục đá, hay là cái thầy dục một cái. Cho nên đừng có cái mà gọi là tình thương hay là từ bi rồi đó. Nó là một cái, bởi vì mình có một sự khắc chế cái hỗn loạn đó bằng một cái tánh dứt cái xúc của nó. Cho nên thầy biết con ra con không dục. Cho nên mấy người nói chú Tiến ở đây từ bi lắm. Từ bi con biết nó là một cái rất là ngu. Nó không có chuyện từ bi hay là ác độc gì cả, mà phải có sự hiểu biết. Trong sanh tử của ngoài nó, mình cũng phải có sự hiểu biết. Tức là có một cái loại tệ trong cái vấn đề làm việc, đời sống. Cũng như thế giới này không phải thật hay là không phải ảo. Bởi vì mình thấy nó là như vậy, nhưng mà mình không thấy về cái thấy. Cho nên mình thấy nó là như vậy, mà mình cũng không nói như vậy. Và mình sống với nó, mình sống trong nó sống trong mình. Bây giờ bắt buộc phải có Đức Phật ra đời và phải giáo pháp đưa ra một cái như quyển quán thực hay là ảo, và khiến cho tự nhiên mình lại nghi. Chính mình nghi đó là mình đi vào cái chỗ ảo, cái chỗ không có mà mình lại có. Đúng là không có nghi mà mình lại nghi. Cho nên cái quyền hoặc của cái giáo lý là chỗ đó, nó không cần. Thật sự đúng ra là không cần cả Đức Phật. Bởi vì cái chuyện cái chân lý thì Đức Phật cũng không có đỡ nổi, không có cái gì cả. Nhưng mà Đức Phật có cái trí tuệ hơn người. Cũng như con chó nó la, nó hát gì không biết, mà cứ sáng cho một cái là nó mất, nó tan hết cái chuyện. Nó không có chuyện gì hết cả. Nó chỉ bị một cái xúc giác mơ hồ trong người nó, bởi vì cái cảnh nó dính vào nó. Cũng như mình dính vào chuyện gì đó, thành nó sanh chuyện. Mà tăng cái bậc tai thì tự nhiên mình tỉnh, mình không biết chuyện gì cả, thì nó tiêu hết, dù đúng dù sai nó không có. Cho nên thầy làm những chuyện mà thật sự có nhiều khi nó cũng lạ lắm. Cho nên cái câu chuyện này là một câu chuyện nó rất là hay ở trong cái triết lý, trí tuệ của nó. Chứ nó không dùng cái đúng sai phải quay gì cả, mà nó biết phải làm sao. Cũng như cái chết của cái anh chàng Thạch Sanh này. Nếu mà anh không chết thì anh không cứu được người kia. Tức là đừng có nói chuyện đó là có hay không, mà anh phải đi vào trong chính nó thì anh mới thay đổi nó được. Đại khái này vậy đó.
Lăng Tiêu Tử chậm rãi nói, thật ra đọc mấy câu này ta cũng ngạc nhiên như ngươi, vũ trụ lung linh này là thật hay lão? Ta sống đã lâu nhưng quả chưa từng nghe ai đặt lên câu hỏi kỳ quặc như vậy. Và ngay trong tâm tư ta cũng chưa hề chớm nở ý nghĩ là vũ trụ này, hình xác này lại có thể là ảo được. Ngay trong tâm tư ta cũng chưa hề chớm nở ý nghĩ là vũ trụ này, hình xác này lại có thể là ảo được. Vũ trụ này cũng như thân ta, thân người, như tâm tưởng ta, tâm tưởng người, nó chắc chắn là thật chứ sao lại ảo. Nó, trong khi nó, cái người mà mê thì gọi là thật, cái người không mê thì nghi nói là ảo. Cho nên cả hai cái nó đều tật, nó không phải thật và nó cũng không phải ảo. Vì ta với người đều nhìn thấy cả mà, ta hồ nghi lắm, có khi chỉ là một thứ dại quái nào viết ra, một thứ đại quái nào viết ra để hí lậm quỷ thần. Cho nên cái pháp, mà nhất là pháp thiền, nó không có nghĩa lý gì cả, nhưng mà nó để cắt cái dòng phàm, cắt những cái mà chúng ta không có biết, để nó tạo ra một cái mà chúng ta nhập vào cái đó, chứ không phải là nó làm cho chúng ta biết một cái gì. Cũng như là cái tâm của chúng ta thực sự nó không phải loạn, nhưng mà người ta phải tạo ra một cái định để thấy mình loạn. Người ta tạo ra một cái dòng tu, một cái pháp thiền để mình thấy cái loạn, chứ không phải là để mình thấy cái định. Bởi vì mình vì loạn cho nên mình phải làm cho định. Khi mình tu định thì cái loạn nó mất, tức là mình sẽ không còn thấy cái loạn. Mình không thấy cái loạn thì có thể là mình định, nó cũng như cái định kia, nhưng mà cái định này mình biết là cái định mình tự tạo. Cho nên nó đòi hỏi một lúc nào mình phải sanh ra cái thấy. Khi mình sanh ra cái thấy thì chính cái thấy đó nó mới là định thực, tức là cái tính chất của vô niệm nó là thật. Cái tính chất của bản lai vô nhất vật nó là thật, còn cái tính chất tu hành nó là giả. Có cái giả nó phá đi cái giả của tu, nó phá ra cái giả của vọng, của sanh tử, nhưng mà nó không thể thấy tánh được. Chỉ khi nào thấy cái tánh đó định thì cái định đó là huệ, thì nó mới thoát sanh tử được. Cho nên gọi là ngộ. Ngộ là mình tự thấy cái sự thật, không phải là do mình làm, không phải do mình tạo, mà mình không phải là chúng sanh, thì thực sự mình cũng phải là Phật. Cho nên không Phật, không chúng sanh, không mê, không ngộ, thì ở trong đó cái thấy nó rất rõ ràng, mà nó không biết là có nó. Cho nên những cái khoảng này, thành tất cả cái công án đều cái mẹo, đều cái chỗ mà làm cho mình điên đầu. Cũng như khi không bài ra tiếng vỗ bằng tay, làm sao mà có âm thanh của tiếng vỗ đâu. Nhưng mà người ta phải làm sao cố nghĩ là rằng cho nhiều khi mà thầy láo tháo, thầy nói thiệt rồi, toàn là cái thứ mình nói ra thì họ đánh mình đó. Mà bài ra cho nên dòng lắc đầu, chắc không phải yêu quái đâu. Và những lời này tôi linh cảm không phải là lộng ngôn. Dám hỏi phép tắc tu luyện của tiên âm là gì? Xưa kia ta cũng hay thắc mắc tìm kiếm như ngươi, nhưng từ lâu ta cũng đành yên phận rồi. Khoảng trời đất mênh mông mù mịt lắm, và trong một kiếp sống cũng không làm được nhiều gì nhiều. Vả lại đường lối tu luyện thì có nhiều thứ bậc, và cũng rất nhiều đường ngang ngõ dọc, rất dễ lạc nẻo. Ta cũng chỉ biết ở trong phép tu của ta thôi. Ta chuyên tuyệt lòng dâm dục cùng luyện đơn để ngưng tinh hô hấp tinh hoa trời đất để nuôi khí, giữ tâm tưởng vắng lặng để dưỡng thân dưỡng thần, rồi đem ba luồng chân khí đó tụ hội nơi khí hải ở đăng điền,
Như thế ta có thể kiên cố hình hài và kết nên thành thai được, thánh thai được. Thành thai kết rồi thì hình hài sẽ nhẹ nhàng khinh an vô, vô chừng. Ta cũng chẳng biến hóa gì được nhiều, nhưng có thể cưỡi mây đạp gió ngao du giữa những nơi nơi tuyệt vô nhân ảnh, giữa cõi nhân gian và trời đạo lợi, tiêu diêu phơi phới sảng khoái vô cùng. Đối với một kiếp sống ta thiệt nghĩ cũng đủ lắm rồi. Đó là cái pháp tu luyện đơn. Ông nói thật, ông nói y trong dưỡng chân tập, trong các bộ tiên thuật đại. Cho nên luyện tinh khí thần và dứt cái đường dâm dục, dứt tất cả mọi cái ở trong cái thân người. Cho nên cái chuyện thì nó giống như là một tiểu thuyết, nhưng mà tất cả những lời nói đều lầm vô, toàn là chuyện tu hành và chuyện của giác ngộ, và nó là đem được tất cả những cái câu kinh Phật mà người ta đọc người ta rất là chán, hoặc là những cách tu luyện rồi người ta chán, nhưng mà thực sự nó là đem vào câu chuyện để cho mình được nghe, được phải bắt buộc phải nghe. Đó. Giữa cõi nhân gian và trời đạo lợi, tiêu diêu phơi phới sảng khoái vô cùng. Đối với một kiếp sống ta thiết nghĩ cũng đủ lắm rồi. Rồi gục gạt cái đầu bồi hồi suy nghĩ, rồi lại hỏi: nhưng tiên âm có được trường sanh bất lão không? Ta có bí quyết trụ nhan giữ cho được dung mạo không già, nhưng nói thật cho ngươi cũng không được hoàn, không được hoài hoài đâu, được chừng 5-7 ngàn đâu. Ở trong thiền học, nghĩa là không thua Yusuke, và đồng thời ông là một người hiểu rõ những giáo lý kinh Phật rất là chính xác, một nhà học giả lớn. Nếu thế thì rồi tiên âm cũng phải chết, mà chết rồi thì đi đâu đây? Lúc đó hồn mình rơi tõm giữa chốn u minh, lãng đãng ngơ ngẩn không biết đi đâu chốn nào. Có khi lại rớt vào một thứ bào thai xấu xa yêu nghiệt cũng nên. Rồi rầm thở dài: thật là cái lòng vắng, cái vầm lẳng quẳng, làm sao có thể moi, có thể mỗi khi chết tùy theo ý lực của mình mà chọn chỗ đầu thai được. Thấy toàn là câu hỏi trong kinh điển hay là nói thôi, nhưng mà nó lại rơi vào trong một câu chuyện. Cho nên chúng ta nghĩ là chúng ta đọc chuyện, nhưng mà thật sự là chúng ta đọc kinh. Đó. Người còn quá trẻ nên đòi hỏi ngông cuồng quá, cả tiên lẫn rầm đều im lặng. Giây lâu rầm bỗng nói: tôi mới có một điềm mộng lạ, không hiểu ra sao, mộng thấy từ nơi rốn mọc lên một đám cỏ linh chi, to lớn dị thường, bao trùm cả triền núi. Rồi lại thấy một đàn chim lạ bay tới chui cả vào thân tôi. Lăng tiên tử ra chiều kinh dị: ngươi mộng thấy thế thật sao? Tôi nói: gạt ông làm gì vậy? Nếu vậy thì ngươi chắc có thứ huệ mạng đặc biệt khác thường. Về điềm mộng, đám cỏ linh chi thì ta không có, không rõ. Còn về điểm sao, có một lần ta từng nghe thầy ta nói rằng khi một người mộng thấy có một loài chúng sinh chui vào thân mình thì người đó có thể là một Bồ Tát lớn. Trên hồi đó bà Maya thấy có con voi 6 ngà chung vào bụng, sau sanh ra Thái tử Sĩ Đạt Ta. Bồ Tát lớn là gì vậy? Người không biết gì cả thật sao? Ta đôi khi cũng mong cầu gặp được một vị như vậy, nhưng hình như ta không đủ túc duyên. Các vị ấy là thường ẩn ẩn hiện hiện, khó thể mò ra tâm tích. Bồ Tát lớn thường có sắc thân hào quang, dưới chân có đám mây ngũ sắc hình hoa sen, và bay đi nhanh lắm, bay qua nhanh nên mình khó lầm theo kịp, theo kịp nổi mà chào hỏi như ta hai từ sáng đến chiều chừng 2 vạn dặm, như ta bay từ sáng đến chiều chừng 2 vạn dặm. Nhưng 2 vạn dặm Bồ Tát lớn hay không, đến một khoảng khoảnh khắc ta còn nhớ cách đây chừng 2000 năm, có một đám mây như vậy lãng vãng gần triền núi này, ta cũng có mặt ở đấy mà bay lên không kịp. Như thế làm sao gặp được? Ta nghe nói phải đủ túc duyên mới được. Khi đủ túc duyên tự nhiên sẽ gặp,
nhưng có khi người sẽ may mắn hơn ta. Thôi đêm xuống rồi ta phải đi đây. À quên, ta là Lăng Tiên Tử. Lăng Tiêu Tử. Rồi hối hả trở về động, mâm kể chuyện cho rồng già nghe. Nhưng vừa chui đầu vào hang thì ôi thôi, cảnh tượng đau xót bày ra trước mặt. Rồng già đã chết rồi, xác thân nằm phủ phục một đống đống trên thềm đá. Hòn ngọc biếc lan lóc trước mặt và màu ngọc tối hẳn đi. Rồng ôm lấy xác vật mình kêu khóc suốt đêm. Tảng đá tan tảng sáng, y gượng dậy, không muốn cho các loài thủy tộc cán xé hình hài của ông bạn già. Y kéo xác vào giữa hang rồi bóc đá phủ kín. Y buồn bã chán nản đến một tháng trời, sau cùng y nghĩ khóc thân lắm cũng vậy thôi. Cho nên rồng chết nó cũng giống như loài người, nhưng mà chư thiên chết thì nó khác. Chư thiên chết thì khi mà nó đã chán chỗ ngồi, cái thân nó khó gì đó, thì đến rừng Thi Lâm tự nhiên nó than lần 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 ra. Có phải vậy không cô Anh Quán? Còn còn chư thiên thì không có sanh, không có vô thai, không là quá sanh, cho nên không có điệu như ông thầy đó ông giảng. Cho nên nhiều cái mà người ta tán tụng, nói thiệt sự thầy rất là buồn, rất là ngu. Bởi vì mình nói bất cứ điều gì, dù mình có trí tuệ đi nữa, nhưng mà nếu mình muốn nói, mình muốn nói Phật Pháp, nhất là mình muốn nói cái chuyện của các vị Bồ Tát, các thần tiên hay là này kia, mình đều phải nói theo Phật. Bởi vì mình không thể thấy điều đó được. Cho nên nếu mà gọi là ly kinh nhất tự tất đồng ma thuyết, tức là nếu mình rời kinh một chữ, mình không thể biết được, cách vách một chút xíu mình cũng không biết nữa. Chứ đừng có nói mình biết ngoan ma quỷ hay thần tiên. Thì mình phải nói, ví dụ như người thì mang thai, gà vịt thì đẻ trứng. Cái loài ở dưới thì nó sanh bằng ẩm ướt, nó có sự quá sanh. Và quỷ thì có khi mang thai, có khi quá sanh. Và chư thiên thì quá sanh chứ không có mang thai. Cho ông thầy ông giảng nói, nhìn hai người nhìn thì tự nhiên nó mang thai, nó sinh dâm dục. Ông này ông không có học, ông không có theo kinh điển mà ông nói bướng. Mà nhiều khi mình nói một câu như vậy đó, mà chúng sanh nghe lầm lẫn thì thực sự họ sanh cái tà kiến. Mà rồi nói, mình còn tiếu, mình còn thêm những cái chuyện thêm mắm thêm muối vô nữa, nó không nên. Bởi vì có những cái mà kêu bằng chỉ một câu, một từ mà mình nói sai, nó sanh ra tà kiến, mà tà kiến nó đọa rất nặng. Mà nói cho nên bất cứ mình cái điều gì, cái dù là bây giờ mình có ngộ đi nữa, nhưng mà mình cũng phải, hồi xưa đó người ta phải có thầy để chứng minh. Nếu không có thầy, không có người mà chứng minh ấn chứng thì nó gọi là cũng giống như thiên nhiên ngoại đạo. Thì cái điều đó cũng có thôi, nhưng mà nó không chính thức vào cái dòng của giáo lý Phật. Đó là cái tự của mình. Nhưng mà nếu mình nói về giáo lý hay phê phán về giáo lý, hay là nói về bất cứ cái gì mà nó thuộc về cái tính chất của ba đời mười phương chư Phật và chúng sanh, thì mình gọi là phải theo cái thánh giáo lượng. Từ cái thánh giáo lượng đó mình mới có hiện lượng được. Cũng như giống như là mình làm bài toán thì mình sẽ có phép thử, mình biết cái toán nó đúng hay sai. Dù mình làm mình không, mình biết trúng rồi, nhưng mà nhiều khi mình phải thử. Cho nên dù mình cái sự tu của mình đã chứng rồi có hiện lượng, nhưng mà mình phải đọc kinh, mình phải dò theo kinh điển của Phật. Bởi vì kinh điển của thật là một cái thước dây, nó rất đúng. Ví dụ một người thợ giỏi, người ta có cái nhìn nó đúng như vậy, nhưng mà nhiều khi rồi người ta cũng phải đo lại. Cho nên nó lấy cái mực thước nó làm căn bản. Cho nên giáo lý cũng vậy nữa, nó có những cái mà căn bản không thể bỏ được. Cho nên chúng ta sẽ thấy những cái bộ kinh con Đức Phật,
các Bồ Tát đều thần thông tự tại biến hóa, nhưng mà khi mà Đức Phật thuyết pháp đều phải đến nghe kinh. Bởi vì Bồ Tát nghe thì nó sẽ chứng theo quả Bồ Tát, mà cái tâm của Thinh Văn nghe thì nó sẽ chứng được cái quả La Hán, mà cái tâm của Duyên Khởi Duyên Giác nghiệp thì sẽ chứng quả Duyên Giác. Nó chứng theo cái trình độ của mình. Nhưng mà cái nghe thì cái chánh pháp đó phải nghe cái người bậc thầy, tức là Đức Phật. Cho nên Đức Phật nói trong kinh, ví dụ như ở giữa ngã tư, người ta đổ một đống lúa lớn, và mỗi người từ bốn phương đến đó để gánh, thì phải đánh đến đúng cái chỗ, và mỗi người gánh một gánh lúa trở về nhà. Tất cả mọi gánh lúa đi khắp con đường, nhưng mà phải từ một cái đống lúa đó mà đi ra. Đức Phật có những cái tỷ dụ nó rất là bình thường, bình dân, nhưng mà khác. Đó, tại cho nên nói trong thiền thì nói là gì đó? Ly kinh nhất tự, tức động mà thiết, y kinh gì đó, giải nghĩa thì tam thế bậc căn. Tức là ý, lấy cái chữ mà nói cái nghĩa đó, thì là oan chư Phật. Thì cái này là ly văn tự, nó trở thành Đức Phật nói dùng chữ nghĩa đó để chứng tích cái vô ngôn, chứng nhận cái tâm thể bất nhị, nhưng mà đồng thời cái ngôn ngữ nó không có trở ngại. Chỉ khi mình hiểu lầm thì mình mới nói là chấp văn tự hay là ly văn tự. Chứ khi mà giác ngộ rồi, ví dụ như bây giờ mình viết một cái chữ vô hay là một chữ tâm, nếu mình hiểu vô là gì thì cái chữ vô đó cũng không trở ngại. Chứ không phải mình viết chữ vô rồi mình không cần, tôi hiểu vô rồi tôi không cần viết chữ vô. Chữ vô, bởi vì nếu mình không cần thì mình cần gì phải xóa, mình vẫn phải bỏ đi. Cũng như là mình biết cái tâm rồi thì cái chữ tâm cứ để đó. Mình biết nhẫn rồi thì chữ nhẫn để đó, chứ mình không cần xóa, ví dụ vậy. Cho nên kinh điển cũng vậy đó, dù Bồ Tát nó vẫn tôn trọng pháp bảo. Cho nên giả tí bây giờ mình mê đi nữa thì mình cũng rất cần cái pháp bảo, mà mình ngộ nữa thì mình cũng rất cần pháp bảo, bởi vì nó là một chứng tích của Phật, và nó là cái dấu ấn, không phải cho chúng sanh tâm tối như mình, mà nó có cho tất cả trong tam giới, dù chư thiên Bồ Tát này kia đó. Cho nên nó có những cái lý sự như vậy. Thành cái sự tu học á, mình phải có chánh quy. Không chánh quy thì nó không được. Vì thế cho nên, ví dụ trước hết, ví dụ nếu mình xuất gia thì mình phải nên có một cái đúng pháp của sự xuất gia. Dù sau đó mình làm không chính đáng thì mình biết cái đó không đúng lắm, mình có thể sửa. Nhưng mà nếu khi mình tu lúc đầu mình không có chánh kiến thì sau đó mình có đúng hay mình sai mình cũng mờ mịt, mình không hiểu. Cho nên mình phải tu và phải học nó cho nó chân chính, nó đúng, chứ còn không vậy. Cho nên nói thực sự hồi tôi tu học thì thực sự tôi hay bỏ học, nhưng mà cái tu thì riêng bản thân tôi không bao giờ bỏ, nghĩa là tôi có thể tự lên lớp để chính mình biết cái gì mình đã qua, cái gì mình chưa tới. Cũng như ví dụ như tôi bây giờ tôi niệm Phật thì không bao giờ tôi bỏ, nhưng mà tôi biết rằng tôi niệm Phật chưa được nhất tâm, hay là tôi nhất tâm có khi được, có khi không, có khi chánh niệm mà cũng có khi vọng tưởng hay gì đó, thì mình phải biết cái đó, mình không thể bỏ. Nhưng mà cho nên cái tu mình phải y theo kinh, y theo cái chỗ Đức Phật để làm cái thước đo, làm căn cứ cái đường tu. Nhưng mà tu là do mình, nhưng mà mình phải có một cái thánh giáo lượng thì mình mới biết cái hiện lượng của mình thật đúng hay là sai đó. Vì thế cho nên do như vậy á, nó có hiện lượng, tức là cái chứng của mình đó, nó phải được dò la, nghĩa là của giáo lý Phật.
Chứ nếu mình sai một chút nó thành ra ngoại đạo. Cũng như thiền, tất cả thiền á, thì tất cả dù không có Phật người ta cũng biết thiền, mà người ta còn tu thiền trước Đức Phật đấy nữa. Nhưng mà khi thiền của Đức Phật kêu bằng ra thì nó khác. Bởi vì cho nên mình phải biết ngoại đạo thiền nó sẽ đưa cái quả, nó có cái quả gì. Mà đúng với cái thiền chánh pháp thì nó có quả gì. Người ta cũng chứng nhưng mà sẽ không giải thoát, không thoát ly ra tam giới được. Nhưng mà tất cả cái vị trí thiền cũng chứng, nhưng mà nó sẽ không ngộ. Cũng như người ta định được, nhưng mà người ta sẽ không thấy được cái tập đế, và người ta không biết được cái khổ đế, và người ta không thể có cái diệt đế để mà giải thoát được. Và giả tỷ người ta có biết diệt đế nhưng mà người ta không được yểm trợ bởi cái đạo đế là bát chánh đạo thì nó cũng khó được đó. Cho nên do như vậy cái sự tu mà mình nó sai lầm chỉ một chút thôi thì nó rất là nguy hiểm đó. Cũng như chư thiên ở cõi trời không phải là chỉ có chỗ mình mới sinh, các cõi khác họ cũng sinh lên trời rất nhiều. Ví dụ tất cả các cõi họ đều sinh lên trời, và các tôn giáo họ cũng sự sinh lên trời. Nhưng mà khi mà đạo Phật á, sinh lên thì nó khác, người Phật tử sinh lên nó khác. Cho nên nó có những điều mà nó sai biệt cái chỗ đó, thành người ta không biết. Từ cái uy lực thần thông ánh sáng hay là phước báo, tất cả cái người Phật tử, người đệ tử Phật nó đều vươn lên trên hết cả. Bởi vì sao? Bởi vì nó đều là gần sát với chân lý. Và cái phước đức nó lại gặp được những các vị Bồ Tát để nó tăng tiến và nó tu lên. Còn người ta tu, ví dụ lên quả trời, người ta thấy đó là cái mục đích cuối cùng rồi. Đó là Thượng Đế rồi, không còn gì hơn nữa. Cho nên do như vậy người ta không có tiến hóa. Cho nên đến trời đạo lợi là... Cho nên trong này dường như rồi cũng nói đến cái chỗ mà tất cả dân của chư thiên đều phải đến nghe, đến thiện pháp đường để nghe Thiên Chủ Đế Thích, Thiên Chủ Saka giảng đạo. Bởi vì Đế Thích, Thiên Chủ là đệ tử của Phật. Là hồi Đức Phật Thích Ca thì Ngài đã chứng quả Tu Đà Hoàn. Cho nên khi mà người đã chứng quả Tu Đà Hoàn thì cái tâm không còn tà kiến. Cho nên không bao giờ nó mất cái tinh Phật, tinh Pháp, tinh Tăng. Bởi vì ba đức tinh căn bản này không bao giờ rời khỏi cái bậc Tu Đà Hoàn. Cho nên do như vậy tất cả những cái người mà học Phật đó lên chư thiên thì được là nghe Đế Thích giảng đạo. Còn những người khác đó là ít nghe và buông lung và chơi ở bên ngoài. Cũng như cõi đau súc đó, nó có hai phần. Nó nội viên đau súc và ngoại viên đau súc. Cái ngoại viên đau súc thì họ hướng lạc và họ ít có được nghe Pháp. Ít có. Còn nội viên đau súc thì gần Đức Bồ Tát Di Lặc. Cho nên thường được nghe Pháp. Nó gọi là nội viên. Cho nên cũng một cõi trời nhưng mà nó có chỗ khác nhau. Và cũng giống như bây giờ loài người, mà một người thì biết Phật, biết cái biết giác ngộ, biết tỉnh thức. Còn cũng một người nhưng mà họ không biết hoàn toàn, họ không biết gì là đạo hay là thiền hay là tu tập này kia, và cũng họ không biết, họ nghe một cách rất xa lạ vô số. Nhưng mà họ cũng sinh trong cõi đời này từ một người đại trí thức, một người giàu sang, cho đến những cái bộ lạc ở rừng Amazon thì họ hoàn toàn họ không biết gì hết cả. Nhưng mà họ cũng là con người, họ cũng đủ tai mắt mũi lưỡi, họ cũng ăn uống, họ cũng chiến đấu, họ cũng nghĩa là đúng, cũng có kẻ sáng người tối, cũng có người hiền người không hiền. Nhưng mà thật sự họ là không có sự tiến hóa đó. Cho nên nó mất cái chỗ đó rất là nguy hiểm. Cũng sinh trong loài người mà loài người này là một cái bước đi tiến lên. Cũng như tất cả đều cũng như là điều đạo ở trong một căn bản nào đó.
Nhưng mà phải đậu trong căn bản đó, rồi phải ghi lên đại học tùy theo mình. Thì sau đó mình mới có cái tương lai của ngôn ngữ, của văn hóa, của việc làm và cuộc sống. Còn nếu không nữa thì chúng ta sẽ dừng ở chỗ đó. Cho nên có những cái bình thường như vậy, nhưng mà chúng ta phải biết, thì cái học đạo nó cũng vậy nữa. Cho nên cái bộ sách này nó rất kỳ lạ. Nói thì là nói một câu chuyện, nó giống như nó rất dễ nghe, dễ đọc, nhưng mà giáo lý toàn là chúa chõm không. Toàn là thuyết từ Kinh Hoa Nghiêm, từ cái gọi là lý sự viên dung, tức là gần như là cái sự sự vô ngại pháp giới. Có bốn cái vô ngại phải không? Cái lý vô ngại thì cái này có người trí hay là có người kém trí họ đều biết lý vô ngại. Nhưng mà cái sự vô ngại thì cũng rất khó. Cái sự vô ngại thì cũng giống như nó đã thoáng chứng được cái lý vô ngại rồi, mình có thể đi trong đời, mình có thể sống ở trong tất cả mọi cái giai tầng, tất cả mọi, nghĩa là mình đều cũng như tự tại, cũng như người ta nói thiền sư đi vào chợ, thì sự vô ngại. Nhưng mà lý sự vô ngại thì trong trong sự đó người ta vẫn tiến hóa, vẫn có cái lý, và trong cái lý đó vẫn có sự, chứ không phải là sự không. Nhưng mà tới sự sự vô ngại thì nó là câu tục, tất cả mọi cái đều vô ngại. Nhưng mà nói như vậy là mình chỉ nói thoáng qua những cái bốn môn mà tu chứng thôi, chứ còn thật sự ra hiểu thì mình phải tra cứu mỗi cái từ, nó đều có những cái tính chất vi tế. Mà một cái chỗ vi tế của cái từ, cái hiểu biết một xíu xiu, cũng như chúng ta lắp đặt một cái bộ máy, một cái công nghệ tăng tiến, nó chỉ sai một xíu xiu thôi là nó đi xa. Chỉ một con số nhỏ thôi, chỉ một cái tính chất, một cái chấm, một cái điểm hoặc là một cái gạch gì đó, thì tất cả cái hệ số nó đều sai hết, nó sai bác quá. Ví dụ làm sao mà người ta có thể chế một cái quả tiễn liên lục địa, hoặc là một cái tần số mà nó khi nó đến bao nhiêu cái số đó thì nó phải chuyển, nó phải đưa qua một khắc và đến một nơi nào đó thì tự nhiên nó sẽ nổ lần ra. Ví dụ người ta bắn những cái vệ tinh mà lên quỹ đạo đó, chúng ta thấy không? Nó lên từng không có, nó nổ ra rồi một cái nữa nó đi lên. Người ta tính cái số, nghĩa là không sai một xíu xíu nữa. Cho nên từ đây mà ta đưa một cái vật mà lên tới sao Hỏa hay này kia, cho nên cái vấn đề khoa học là một cái vấn đề nó phải chính xác ở trong cái vật chất, trong thời gian, trong không gian. Còn Phật học cũng vậy, nó chính xác cho một con người mà cũng như để du hành vũ trụ mà vô hình vô sắc, nó đến nỗi mà không biết tìm cái dấu vết đó ở đâu. Cho nên cái thần thông cũng vậy, thần thông của thần tiên khác, thần thông của A-la-hán khác, của Phật khác. Sau này có dịp chúng ta sẽ nói về thần thông, về tính chất của như thế nào, để chúng ta biết cái sự học Phật đó thành mình rất là cẩn trọng, mình rất là tôn kính. Như ta hai từ sáng đến chiều chừng hai vạn dặm, đó là nói anh này nói cái Bồ Tát lớn thường có sắc thân hào quang, dưới chân có đám mây ngũ sắc hình hoa sen, và hai đi nhanh lắm, bay qua nhanh nên mình khó lòng theo kịp nổi mà chào hỏi. Như ta bay từ sáng đến chiều chừng hai vạn dặm, nhưng hai vạn dặm Bồ Tát lớn bay không đến một khoảnh khắc. Tức là cái bạn này nói là cái vị tiên đó có thể như là bay 20 vạn, có thể là bay 200.000 cây số đi,
nói chúng ta có thể từ sáng vị kiên có thể đi 200.000 cây số, nhưng mà 200.000 cây số một ngày đó đó thì với một vị Bồ Tát chỉ một cái tích tắc thôi thì nó đến, mà với Phật ấy, thì thực sự nó đến liền, nó không có thời gian. Cho nên cũng cái thần thông, vì sao mà có thần thông đó thì chúng ta phải hiểu về cái nghĩa của pháp thân và hóa thân thì chúng ta mới thấy điều đó. Còn ta còn nhớ cách đây chừng 2.000 năm có một đám mây như vậy lãng vãng ở triền núi này, ta cũng sẽ có mặt ở đây mà bay lên không kịp, như thế làm sao gặp được? Ta nghe nói phải đủ túc duyên mới được, khi đủ nhân duyên tự nhiên sẽ gặp, nhưng có khi người sẽ may mắn hơn ta. Thôi đêm xuống rồi ta phải đi đây, à quên, ta là Lăng Tiêu Tử. Tức là vị tiên này nói chuyện rồng hối hả trở về, mong kể chuyện cho rồng già, tức là về nó thì gặp cái con rồng già này nó chết rồi. Tăng tảng sáng y gượng dậy, không muốn cho các loài thi tộc biết cán xé hình hài, nên kéo vào hang động rồi phủ kín. Y buồn bã chán nản đến một tháng trời, sau cùng y nghĩ khóc than lắm cũng vậy thôi, đâu có làm sống lại được. Những chuyện này ta phải quyết mới được. Hừ, Lăng Tiêu Tử bảo ta rằng vũ trụ này là có thật. Trơ trơ vững vàng như thế, như phím đá lưu ly. Ông ta nói cũng có lý, nhưng ta lại mong mong thấy rằng cuộc sống này như bảo, như ảo ảnh. Ở đây là nó kín đáo, nó nói về cái lý thuyết thần tiên với là cái chân lý tu của Phật. Nó bắt đầu nó nói về cái vũ trụ. Thì sống làm quái gì? Sống ở đời này mà không tìm hiểu nổi cái bí ẩn của kiếp sống thì sống làm quái gì? Chương này dù phải lên trời hay xuống địa ngục, ta cũng quyết đi tìm một Bồ Tát lớn để hỏi cho ra lẽ. Không lẽ Bồ Tát lớn cũng chết ngay đơ như bạn già của ta hay sao? Cho nên vì cái chết của con rồng đó cho nên nó mới sanh ra một ý nghĩ và nó đi tìm cái sự bất tử như thế nào. Hắn có cảnh giác như không muốn trở lại động nữa, nên lấy đá bịt kín cửa động, sụp lại ba lại rồi rùng mình bay lên mây. Lần này y bay thẳng lên phía trên đỉnh núi, có ý định dò hỏi về Bồ Tát lớn ở trên cõi trời. Khi y vượt qua lưng chừng núi, bỗng có tiếng quát hỏi: "Này con rồng kia đi đâu vậy?" Y quay đầu lại thấy một thiên thần đứng trên thiền kiền núi. "Ông là ai? Sao lại ngang tôi?" "Ta là thiên thần Trì Hoa Mang canh giữ nơi lưng chừng núi này." Dường như Trì Hoa Mang này là một vị Bồ Tát không? Là thuộc về Trì Hoa Mang hả? Cho nên người ta viết về những từ này thật sự nó đều là Phật Pháp. Chúng ta cứ nghĩ là một câu chuyện, nhưng mà để cho cái người đọc, nghĩa là nghe câu chuyện hay và sẽ thấy rằng cái chuyện nó lấy một câu chuyện hấp dẫn, nó có thật, nhưng mà đồng thời nó đưa vào chúng ta để chúng ta học giáo lý, học Phật. Cho nên toàn là cái từ mà có nhiều khi bởi vì cô thì cô đọc gần hơn, thầy đọc xa nó quên hết rồi. Cho nên cô cố vấn giáo lý này, một cái từ như vậy mình không hiểu thì mình lầm cái cõi, cái xứ đó. Mà khi mình lầm ở trong trí mình thì thật sự mình cứ tưởng như vậy, mình biết cõi trời như vậy, nhưng mà nếu mà một cái tên khác mình không biết thì nó lại lộn qua một cái thế giới khác. Rồi cái tưởng của mình, cái khung hình của mình trong đầu nó khác. Rồi tới chừng nếu mình muốn tu chứng hay mình muốn đi thì nó lại khác. Hễ nó sai một chút thì nó sai tùm lum ấy cả. Ta là thiên thần Trì Hoa Mang canh giữ nơi lưng chừng núi này. Ta mở lòng thương xót báo cho ngươi biết rằng ngươi không sao qua nổi đỉnh núi kia đâu. Tại sao vậy? Ngươi là loài rồng thuộc nghiệp lực nơi trung giới. Nếu người nghiêm trang
bay qua đỉnh núi để đột nhập cõi trời Đầu Lợi thì thân ngươi sẽ hóa ra hầu quang mà biến biến thành hư không. Ta làm phúc nói cho ngươi biết, cho nên nghe không? Đây là cái sự thật trong giáo lý nó cũng vậy. Cho nên con rồng nó có thể bay, nhưng mà nó cũng không thể bay qua khỏi cái đỉnh Tu Di được. Là chỉ trừ những cái vị mà chúa rồng, tức là Đại Long Vương mà dự như trong kinh Pháp Hoa, các kinh Thiên Long Bát Bộ đó, thì những cái vị rồng đó cũng như La Hán, mà Đại La Hán như là Xá Lợi Phất Một Kiền Liên thì có thể đi rất xa pháp giới, còn La Hán bình thường cũng không đi được. Mà một vị La Hán thật sự bình thường cũng không thể vãng sanh cực lạc được. Nó như vậy đó. Cho nên nếu mà vị La Hán đó phát tâm thì nó thuộc về phương tiện hữu dư, chứ nó không không phải là không phải là phàm thánh, không phải là thương tịch quan. Cho nên những cái cõi đó cũng vậy đó. Nếu người ngây ngang bay qua đỉnh núi để đột nhập cõi trời Đầu Lợi thì thân ngươi sẽ hóa ra hầu quang mà biến thành hư không. Ta làm phúc nói cho nghe như ngươi nghe. Rồng trong bụng nghi ngờ nên vẫn bay thử lên đỉnh núi, thì qua mang không ngăn cản gì hết, ngết đầu nhìn lên. Nhưng khi gần tới đỉnh núi, rồng bứt một sợi râu dài rồi thổi mạnh lên phía trên, quả nhiên sợi râu hóa thành hào quang rồi biến mất dặn. Mắt rồng tìm kiếm mãi chẳng thấy tăm hơi, y lẩm bẩm: chà, cũng may là mình mới bỏ một sợi râu. Y bèn bay trở xuống đáp gần chỗ Trì Hoa Mang: thì ra tôn ông nói đúng, tôi xin tạ lỗi, dám hỏi tiên ông mấy câu. Người muốn hỏi gì thì hỏi. Tôn ông ở trên tiền núi lâu ngày, không biết có nhìn thấy một vị Bồ Tát lớn nào không? Vị ấy thường cởi một đám mây ngũ sắc có hình hoa sen. Thiên thần ngẫm nghĩ: cha, ta luôn có mặt ở đây, nhưng hơn 1.000 năm nay rồi chưa hề thấy đám mây có hình hoa sen, ngươi định tìm vị đó làm gì? Cho nên cái vị trời hay là các vị đó, thực sự cái thời gian của các vị dù có đi chơi hay đi đâu đó, cái thời gian đó không phải là cái thời gian như mình tưởng được đó. Cho nên ví dụ như là 1.000, 2.000 năm, 3.000 năm đối với các vị đó nó chút xíu, cũng như là mình 1-2 ngày vậy thôi đó, vậy đó. Cho nên nó rất là người ta cái thời gian vô tận nó khó hiểu. Vì thế cho nên ví dụ nói dưới biển này, dưới biển mình trong kinh nó có con cá Ma Kiệt. Con cá đó nó lớn đến nỗi mà khi mà người ta thấy ở trên không mà có ba mặt trời đó, là con cá nó sắp nổi, tức là hai con mắt của nó dọi lên mà đến nữa nó sáng, nó đảo ngược lại như là hai cái mặt trời. Và tất cả thuyền bè xung quanh tự nhiên nó đều chai chải về đó, tức là lúc đó nó đói rồi, nó há miệng ra thì tất cả bao nhiêu thuyền bè đều chung hết chưa đó, tất cả cái gì giống như cái lỗ nước nó chảy chưa đó. Nhưng mà thật sự ra khó ai mà thấy được. Có khi cả ngàn năm hoặc là bao lâu nó mới nổi lên một lần. Nhưng mà kinh Phật nói đều có, cũng như nói kim sĩ điểu, chúng ta nói kim sĩ điểu nó to lớn như vậy, nó đậu ở đâu? Thật sự nó bay từ cái mặt trời này tới mặt trời này, nó bay từ cái hành tinh này đến hành tinh này. Bởi vì nó đi không thua gì chư thiên, cho nên trong kinh nó đại bàng kim sĩ điểu, nó khoáng giả quỷ thần chúng là sát quỷ quy tư mẫu cam lồ tất sung mãn. Cho nên cái loài chim mà cái thần lực nó còn vậy, con rồng nó biết bao nhiêu. Con rồng nó mà thật sự nếu nó đi gặp cái chiếc máy bay như trực thăng hay bay chạm nó thì cũng giống như con chuồn chuồn mà chạm thôi, chứ không có ăn thua gì đâu. Cái sức mạnh nó thổi một luồng ra là thành ra bão, thì một chiếc máy bay mà mình chậm vào đó thì cũng giống như là mình phóng một cái gì lên
mà một con chuồn chuồn hay một con ve gì chậm nó mà ngứa ngay cả, nhưng mà ngược lại là mình sẽ rớt liền. Cho nên thật sự ví dụ như nếu có rồng rồi thì sẽ rồng nhỏ thôi, hoặc là nó có loại rồng cũng như giống như loại 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 quỷ mà nó ở ví dụ như đầu đình xó chợ ở Gò Mã ở đồ này kia, chứ không phải là cái quỷ thật ở thành Ngọ Quỷ. À, cũng như nó có nhiều loại quỷ, có nhiều loại thần, cũng như mình vái vang hay này kia là cũng như thần thổ địa thành hoàng thôi. Còn có cái vị sơn thần lớn mình cũng khó thấy lắm. Còn có vị thần mà lớn mà ở dưới chân của tứ thiên vương đó, Tỳ Quốc Thiên, Tăng Trường Thiên, Quán Mục Thiên, Đa Viên Thiên, thì những vị thần đó nó gần ngon với quả trời. Cho nên bốn đó là bốn cõi 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 trời dưới chân núi Tu Di, chân Đạo Lợi Thiên. Cho nên cái hình thể của tam giới và của vị trí này kia trong bản đồ của Phật rất rõ ràng. Nhưng mà nhiều khi chúng ta chưa có nghiên cứu, chưa có học tới. Còn những cái tôn giáo khác thì họ nói cố thôi. Cho nên có lần tôi nhớ nhiều, tôi mới nói với mấy cha ở dòng Chúa Cứu Thế đến chơi và Trung Âm, tôi mới diễn tả cái đời sống của chư thiên. Trời ơi, họ nói sao mà ở đâu mà thầy đặt ra thầy nghĩ thầy nói. Tôi nói trời, cái này đâu có đặt, thầy tôi không nói, ông đi tới đó rồi ông về rồi này kia, ông biết chứ không biết. Nói chư thiên hỏi là vợ của Ngọc Hoàng Thượng Đế là ai. Tôi mới nói, tôi nói trời, ông là rể của Vivacity, ông là cưới kêu bằng con gái của Atula mà, và ông là xá chỉ đẹp hơn chư thiên, và con của ông nhiều lắm này kia. Họ hỏi sanh sao, tôi cũng nói sanh ở trong ở ngoài thành rồi này kia, sanh ở gối, sanh ở ngoài thì sao, mà sanh ở trong phòng thì sao, nó thuộc về hoàng tử. Cái tôi diễn tả cái đời sống sinh hoạt mà hồi đó tôi nhớ nhiều. Ông nói trời ơi, sao mà chuyện trên trời mà thầy nói trên trời vậy đó. Tôi nói trời cho mấy cha nghe vui chơi, chứ còn vì mấy cha là muốn đi lên chỗ đó, tôi nói chỗ đó này kia. Nhưng mà nó rất chán, mà mấy ông sư giảng nói chư thiên ngó nhau sanh chữa đẻ rồi này kia tùm lum, tôi thấy nó không đúng kinh Phật. Nó cho nên thật sự là Đức Phật nói cái điều gì là Đức Phật nói thật sự. Đức Phật còn hơn chỗ đó, Đức Phật đã đi đến dài giảng ở đó mà. Thầy đệ tử của Đức Phật là Chúa Trời mà giảng kinh đó, còn giảng kinh đó chứ đâu có Phật đó. Cho nên mình học được, mình gọi là vô thượng chánh đẳng chánh giác, mình học được một vị thầy gọi là nhất thiết trí trí. Trên đời không có một chuyện gì trong vũ trụ này mà Đức Phật không biết. Cho nên Đức Phật nói ở vô lượng cái thế giới ngoài kia có một trận mưa như tam thiên đại thiên thế giới mà Như Lai có thể biết bao nhiêu hậu. Nếu mà đem một giọt nước mà bỏ ở một cái biển xa xăm đến bao nhiêu kiếp sau, Như Lai có thể bóc trúng cái giọt nước đó bây giờ nó ở đâu. Cho nên Đức Phật là không thể tưởng tượng được, không có thần tiên nào mà hiểu biết cái gọi là cái chánh trí như Thế Tôn ấy cả. Cho nên bữa nào sẽ tổ chức tụng kinh Hoa Nghiêm một lần, chúng ta sẽ thấy đấy, ít nhất là chúng ta sẽ biết được cái uy lực của tất cả chư thiên Bồ Tát rồi này kia. Mà mình phải tụng cẩn thận, tụng ít thôi. Mình tụng bữa nào Khôn Quán khai kinh ra đó, kinh Hoa Nghiêm. Trước nhiên tụng kinh Hoa Nghiêm đâu có ai theo hết đâu. Hả? Có tụng rồi nhưng mà đâu có mấy người theo đâu, biết đâu. Không, cứ người mà đi ở được thì không nên dự. Tụng nên tụng hết, ví dụ như Phước Tiến hay là mấy em ở đây nè. Tụng chậm rãi thôi. Tụng rồi. Thật sự thầy coi có coi riêng nhưng mà cũng chỉ tụng một lần thôi. Lâu cách nay là thuộc về 50-60 năm rồi. Nhưng mà thầy tụng đến thích mà thầy thuộc luôn, nó biết thuộc nhiều nhiều bài lắm chứ không phải là thuộc, không phải thuộc hết được. Trên. Nhưng mà một lần như vậy là mình có thể bằng nhiều kiếp mình sinh thiên. Cho nên trong kinh Vạn Phật nói đó,
Mình chỉ nghe được một danh hiệu Phật thôi là mình có thể 1.000 lần được sinh lên cõi trời, có những phúc đức rất là lớn. Cũng như mình chỉ cho nên là mấy con biết không, cái sự học Phật này đó là thật sự một con người nó có rất là đam mê, rất là ham học, ham tu, và cái tính căn nó rất là lớn, chứ không phải là chút ít mà mình học không học được. Cũng như là một người mà thích đọc sách truyện hay tiểu thuyết rồi là mê dữ lắm. Mấy con thấy không, đây là có đầy đủ những bộ này, như là Thiên Long Bát Bộ này, Thần Điêu Đại Hiệp nè, rồi Tiêu Ngạo Giang Hồ, đây đủ hết, thầy mua đủ hết. Cho nên cái đọc đây nó thật sự nó chỉ bằng một cái ngón tay út của sách thầy đọc thôi, mà những sách kia nó mới khó, những có cái bộ Đại Tạng này thì nó khó biết bao nhiêu. Nhưng mà cái sự học của thầy thế đây nè, nhưng mà cái sự đọc của thầy nó thiệt sự, nó đối với thầy tổ của thầy cũng không ăn thua gì cả. Họ đọc hết cả Đại Tạng, ví dụ trong này thầy giỏi đọc một vài bộ thôi, như đại tạng Bali thì có thể đọc hết, ví dụ Trường Bộ Kinh này, Trung Bộ Kinh này, Tương Ưng Bộ Kinh này, Tăng Chi Bộ Kinh, Tiểu Bộ Kinh thì đọc hết, rồi một hai bộ chú giải. Nhưng mà Đại Tạng của hết Phật giáo thì đọc không hết, Đại Tạng mà hắn đọc hết. Có những bộ luận rất khó, như ví dụ như bây giờ Du Già Sư Địa thì thầy chỉ lem dem ít tờ thôi, cô này đọc hết. Như bộ Bát Nhã thì đạo thầy đọc đói 20 mấy tập nha. Dù đọc dù hiểu không hiểu, nhưng mà cái tạng kinh đó nó sẽ rơi vào trong cái tạng thức A La Gia mình, và lần lần nổi lên tới đâu thì mình bay lên tới đó, cái trí tuệ của mình. Cho nên cái phước đức nó rất là lớn. Cho nên ngày xưa vô lượng kiếp thời quá khứ mà công dài đó chỉ niệm một cái câu Nam Mô Phật, mà sao tới chừng gặp Phật Thích Ca còn đắc đạo A La Hán được. Mà không biết cái nhân duyên gì 500 vị A La Hán mà nhìn mà không, ông già này ông già quá mà cũng không thấy ông tu cũng không có ích lợi gì, và Đức Phật thì sắp nhập diệt rồi. Nhưng mà Đức Phật nhìn, Đức Phật biết có thể độ ông, có thể đắc đạo được. Sao mới nói là như là vô lượng kiếp suốt từ hồi Đức Phật thì bà thi khí thì phải xù thì xá phù gì đó, mà ông này ông là một ông tiều, ông bị cọp dí, ông mới nhảy lên cây, ông niệm Nam Mô Phật, Nam Mô Phật quán hốc niệm vậy thôi. Nhưng bởi vì cái nhân duyên nó ít cho nên nó lâu xa, nhưng mà nó không mất. Cho nên mình niệm một câu Phật cũng không bao giờ mất cái nhân quả, mà nó được cái phước vô lượng. Còn chúng sanh như mình đây thì chắc là chưa hồi đó chắc là có niệm Phật, nhưng mà niệm đâu lâu xa hơn, có thể thời Đức Phật cổ kính gì đâu. Cho nên bây giờ mình chưa có gặp Phật thì mình mới lẻo đẻo ngồi mà nói chuyện tầm bậy thế này đó. Cho nên thật sự là, cho nên so với mấy ông già mà niệm một tiếng Phật đó thì thầy thấy thầy còn chưa bằng nữa. Cho nên thầy chưa gặp Đức Phật Thích Ca cho khi gặp ông cũng không biết nữa đó. Cho nên mình phải có lòng tôn kính với Tam Bảo, dù mình tu thế nào mình vẫn kêu bằng gọi là cúng Phật cập tăng, pháp giới hữu tình thải đồng cúng dường tất cả Phật pháp tăng Tam Bảo. Cho nên đức tin đó là tín căn, cái tùy tín hành. Mình có cái tùy tín hành vô địch rồi, vững vàng rồi thì chắc chắn mình sẽ giải thoát. Bởi vì tùy mình có đức tin đó cho nên tất cả pháp mình thực hành tốt, tức là tùy pháp hành. Mà khi mà tùy pháp hành có được rồi thì tất cả cái vô tướng hành là quả dự lưu nó sẽ đến thôi. Nó đến bằng cách này, nó đến bằng cách kia, nhất định nó sẽ đến. Có khi nó đến ngay trong đời hiện tại của mình. Thì khi mà mình có cái quả dự lưu rồi á, thì nếu mà mình là con người nó gọi là chậm tiếng hay là đụng can u lì gì đó thì cũng không quá bảy lần tái sinh. Mà bảy lần tái sinh thật sự cũng mấy trăm năm thôi chứ đâu có nhiều. Còn bây giờ mình tái sinh vô lượng vô số kiếp
như cát bụi, từ hầu vô thủy đến vô chung mình cũng ngồi đây. Còn mấy nhưng mà nói chứ mình đừng có nguyện sinh thiên, sinh thiên lên đó nó mất thì giờ, trong khi đó ở đây người ta đầu thai người ta tu thành hết chân rồi, mình còn ở đó mình chơi. Mà trong 1.000 tuổi cõi trời độ lợi, đó là cõi thấp nhất á, thì hỏi thử còn có nó, ví dụ mình tính thử một ngày đó bằng 100 năm dưới này, thì một năm trên đó là bao nhiêu, cô tính được không? Đó, thì mình tính mà như mình tính, mình phải tính theo toán học cao thì mình phải tính được, tính tính nhanh thì mình, thì bây giờ mình tính vậy mình mới thấy là cái cõi sống của mình nó chút xíu thôi, nó chỉ một buổi chơi của chư thiên thôi. Thì thật sự là, mà bây giờ mình nói bà kiếp thật sự mình sanh lên trời rồi mình sinh xuống, nhưng mà mình rất sợ sanh lên trời mình sinh xuống, sinh lên sinh xuống trong bảy kiếp. Nhiều. Hả? Tu thiền không có đi được nhiều. Sao? Dạ, còn nói nếu mà tu thiền mình đâu có đi được nhiều chỗ đâu. Dạ, ví dụ nếu mà mình tu thiền á, để thì sinh lên thiên đó, thì mình đâu có được đi nhiều đâu. Đi nhiều chỗ. Tu lên trời ra mình thì dạ, mới đi nhiều chỗ thì mình lên thiên, mình đứa đi nhiều chứ. Mình đi nhiều nhưng mà thiên, nhưng mà ví dụ như bây giờ con có cái tâm học Phật hay là niệm Phật hay là có tâm tu, nhưng mà cái nghiệp mình nó chưa được vãng sanh, chưa được giải thoát, mình ở trên chư thiên, nhưng mà nhờ cái nghiệp đó mình cũng gặp chư Bồ Tát, thường hay đi giáo hóa, hoặc là nhiều khi cái duyên mình nhất là ở trên đó có Thiên Chủ Sa Ca cũng là Bồ Tát thì giảng pháp đó mình nghe. Còn những cái chỗ khác thì nó lại không có cái đó, họ do cái phước không, mà họ không phải do cái trí của Phật, thì họ không có sinh lên đó, họ sinh lên đó nhưng mà họ hưởng phước và họ có cái tài kiến, thành họ không được tiến hóa hơn. Nhưng mà mình sinh lên đó cái mình xuống đây mình sẽ đạt đạo. Nhưng mà nếu ở trong cõi này á, mà mình bất cứ cái gì, nhưng mà mình diệt trừ được cái tham sân, bởi vì nó lấy cái chứng cớ là cái tâm mình nó đã nguội lạnh trong cái cuộc đời này, nó đã nản lòng với cái sự hầu nhoáng, cái dục vọng rồi, và trong lòng mình gần như mình dứng dưng rồi. Đối với cháy sân thì cái đó nó là một cái kỳ diệu nhất, bởi vì cái chứng quả đó là nói cái quả, nhưng mà cũng giống như mình vô cái lớp mình thi, mình làm được bài, mình đủ cái điểm đó. Đó, nhưng mà mình nói cái quả, ví dụ chẳng hạn như bây giờ mình thi đậu đại học hay là đậu trung học gì thì mình phải làm được, nghĩa là được cái chương trình đó, ví dụ ở đời đó. Còn nếu mà đậu thì mình phải giải quyết được cái vấn đề phiền não, sanh tử và dục vọng, và tất cả nhất là cái lòng tham muốn của mình đối với cái sự sinh tồn, đối với sự tồn tại. Thường thường là mình lấy cái sự hiện hữu này làm cái bản ngã, mình lấy sự tồn tại này nó hòm chứa tất cả cái lòng tham vọng của mình. Mình rất muốn sống, cho nên nó nếu ý người muốn sống hãy cứ tiến đi dần, cầm lấy ăn mà sống, đừng nắng ná phân vân. Cho nên nó xúi dục như vậy đó. Linh hồn nào may mắn được tin mệnh lệnh người thì tìm ra thanh thản trong đời sống yên vui. Nó lái câu chuyện qua mình phải tìm một công chủ, đó là cuốn tiểu thuyết La Bọt Tetra, tức là cuốn khung cửa hẹp đó. Cuốn đó thầy còn giữ, nó là một trong những cuốn tiểu thuyết hay. Thầy coi toàn là tiểu thuyết không, nói thật sự chứ. Như Tâm Cảnh cũng là tiểu thuyết, hay là kêu bằng Bảo Chúa Caligula cũng là tiểu thuyết, nhưng mà tiểu thuyết nó siêu lắm. Nhưng mà nó vẫn chưa có thể kết thúc được ở trong 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 một con người mà hướng về cái trí tuệ.
Cho nên cái trí tuệ là nó phải vượt qua tất cả đó. Cho nên cuộc sống này là một cuộc sống mình đi tìm kiếm, cũng giống như người ta nói cái chỗ đó có vàng, mình phải tới đó mình đào vàng, mà mình phải biết cách đào, mình phải rành rẽ. Chứ không phải là mình làm một cái chỗ sàn, mình ngồi mình sàn, mình cứ mình múc cát mình sàn là đủ. Thầy thấy nhiều chỗ họ làm vàng rồi, hồi thầy ở nhiều chỗ có vàng lắm, nhưng mà lúc đó thầy còn trong bản ngã, thầy không biết tham. Thầy thấy, thầy không, không. Cho đến nỗi mà có một người đó, có một thầy đó, ông gõ cái nắp phi á, ông gõ cho thầy một cái sàn, ông đem đó, ông nói, trời ơi, thầy mà thầy đi sàn nhiều lắm, mỗi ngày ít nhất thầy cũng được 5-3 chỉ, còn thôi thì người ta có kiếm mấy lượng, cái chỗ đó là chỗ vàng mà. Còn có chỗ mà thầy thấy cái vàng, thầy thấy nước vàng, mà thầy tới 3-4 chỗ thầy gặp vàng, mà thầy không, hồi đó vậy đó. Nhưng mà cái tâm của mình á, có lẽ là cái tâm mình nó hơi khờ, nó không biết cái thứ quý lắm. Cho nên đến bây giờ mình thấy mình tu tốt. Chứ còn nếu nếu không thì đó. Thì ai cũng biết cái rốt cuộc rồi, ai cũng biết chỗ đó thì họ có chỗ đó. Nhưng mà rốt cuộc thì họ có thể họ giàu có hơn hoặc là họ khá hơn mình. Nhưng mà nên có những nơi nó cũng giống như ở Bông Miêu, ở trên đó là kiểu gì, Sứ Thượng hả? Ai cũng biết ấy mà, chứ đâu có phải mình giấu mình. Ở cầu Đại Ninh đó, cái chỗ thì bây giờ người ta đi đào công khai, sau này công khai rồi họ hàng trăm người họ mà nó đãi, họ ngâm mình, họ đi đãi vào, nhưng mình thấy vậy đó. Cho nên tự nhiên mình, bởi vì thật sự mình không phải là mình không có tham, nhưng mà mình mắc chuyện khác, mình ham học hay ham tu hay ham cái gì đó thì nó lấp đi, nghĩa là có thể mình tham cái khác, chứ không phải là mình không tham, nhưng mình tham cái khác. Cũng giống như là mình bận qua tiểu thuyết rồi ai sai cái gì nhờ cái gì mình không thích đi làm, không phải là mình không thích cái đó, nhưng mà mình bận, mình bị kẹt trong cái này. Cho nên cuối cùng là mình thích sinh tồn, mình thích tồn tại. Cho nên khi mình chấp nhận mình đi cẩm tử là rồi. Mình đi cẩm tử là thật sự mình không có tính toán gì nữa hết cả. Nghĩa là mình chấp nhận cái chết trong trong cuộc sống này. Mình đã chết rồi, con người mình coi như mình đã chết rồi. Còn những cái sống gì là nó kệ nó. Khát nước thì uống nước, đói bụng thì ăn cơm, ngồi mỏi chân thì đứng dậy mà đi. Nghĩa là mình theo nó, nhưng mà mình không có mê nó. Nghĩa là mình theo nó, nhưng mà mình biết chắc là mình không thể không theo, chứ không phải là mình muốn theo. Cũng như bây giờ mình đói, mình nói mình đói, chứ thực sự nó là cái đói, mà không phải là cái đói, nhưng mà nó chỉ là cảm giác. Mà mình không thể không có cảm giác đó. Nếu có cảm giác đó thì nó bức xúc lắm, cho nên mình phải ăn, phải dồn vô, phải há miệng ra, phải nhận vô cục, rồi đầy một bụng rồi, rồi đẩy nó xuống, rồi cứ làm giống như cái máy xay lúa, xay gạo vậy đó. Nó xay thì nó ra dứ, nó nhục nhã, nó ngu xuẩn vậy mà mình chịu lắm đó nha. Bây giờ thầy mà thầy ăn không tiêu là thầy phải uống thuốc liền. Cho nên mình gọi đại khái là con người nó có một cái mộng lớn là thích tồn tại, thích sinh tồn, chứ không bao giờ thích mất, thích đi. Nghĩa là ham sống, háo sống. Hãy cầm lấy ăn mà sống, đừng nắng ná phân vân, cứ sống mạnh đi. Đó. Thật sự cái câu đó nó cũng có nhiều ý nghĩa khác, chứ không phải là như vậy. Nhưng mà cái điều đó nó làm chậm tiếng mình lắm. Cho nên bây giờ cái quả báo của thầy là bây giờ thầy ăn ít, ăn không được. Ăn ít cho nên nó bệnh hoạn, nó yếu. Cho nên thật sự nó như vậy. Thôi đủ rồi.